Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 17. 49 người vệ sĩ nhà họ Tô, dõng dạc, một mực lặp lại câu nói đó. Dừng. Tô Thương cực kỳ xúc động, đưa tay kêu dừng, sau đó nói, tôi đã thấy được lòng trung thành của mọi người với nhà họ Tô rồi, bây giờ tôi tìm mọi người là muốn cho mọi người một lựa chọn. Sau này, nguy cơ của nhà họ Tô sẽ không chỉ càng ngày càng nhiều, mà kẻ thù cũng càng ngày càng mạnh. Tô Thương thản nhiên nói, nếu như trong số mọi người, có ai muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ dựa theo tiêu chuẩn mỗi người 100 vạn, phân phát xem như phí nghỉ việc. Nếu như tiếp tục ở lại nhà họ Tô, sẽ bị lưỡi dao liếm máu, ngày hôm nay yên ổn, biết đâu ngày mai lại thành xác chết. Tô Thương nghiêm túc nói, được rồi, bây giờ, mọi người có thể lựa chọn. Vừa dứt lời, đông đảo vệ sĩ đều rơi vào trạng thái im lặng. Khoảng mấy giây sau, có người mở miệng nói, đại thiếu gia, cậu không cần phải dùng những lời lẽ này thăm dò chúng tôi, cho dù chúng tôi có chết, cũng phải chết tại nhà họ Tô. Đúng vậy, nếu như chúng tôi muốn đi, thì sau khi xảy ra chuyện vài ngày, chúng tôi đã trốn đi rồi, chứ sao lại chờ đến giờ chứ? Mạng của tôi là đại tướng Tô cho, đời này, tôi quyết định chỉ ở nhà họ Tô. Một đám vệ sĩ, ồn ào quyết định, không ai chọn rời đi. Toàn bộ đều ở lại nhà họ Tô. Tốt. Tô Thương thấy vậy, có chút cảm động, nhưng anh ấy không phải là người sống cảm tính, hơn nữa bản tính con người lại hay thay đổi. Mặc dù có thể xác định những người này trước mắt là trung thành với mình, trung thành với nhà họ Tô, nhưng sau này khó đảm bảo rằng, sẽ không vì một lợi ích khác mà chọn hướng đi ngược lại. Thế là trước khi nhắc đến chuyện nâng cao thực lực, Tô Thương thản nhiên nói, tôi có thể có mọi người ngay giờ phút này đặt chân đến cảnh giới tông sư, nhưng mọi người, nhất định phải trở thành nô lệ của tôi, mọi người có đồng ý không? Cảnh giới tông sư. Đại thiếu gia, cậu đang nói đùa sao? Tôi chỉ là vệ sĩ trung kỳ, cũng có thể trở thành tông sư võ đạo sao? 49 tên vệ sĩ này, đều bị lời nói của Tô Thương làm cho rung động rồi. Điều đó là tất nhiên. Lúc này. Tiêu Đình đứng dậy, đồng thời phóng ra một luồng chân khí chập chờn, tôi đã được sự giúp đỡ của đại thiếu gia, thành công tiên lên tông sư. Tôi cũng thế, Quách Hí cũng phóng ra một chân khí như vậy. 49 tên vệ sĩ này, đột nhiên tin tưởng Tô Thương, liên tục mở miệng đồng ý. Đại thiếu gia, tôi cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu. Cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu. Được. Tô Thương nghe vậy, hai tay nhanh chóng bấm huyệt. Linh khí quanh thân bị phun trào, bắt đầu ngưng kết khế ước chủ tớ. Với cảnh giới bây giờ của anh ấy, ngay lập tức, cưỡng ép trói chặt 49 tên vệ sĩ. Ngay sau đó, Tô Thương không chần chờ nữa, mà ngưng tụ ra 49 phần năng lượng, chia đều ra đẩy vào trong cơ thể 49 người vệ sĩ. 49 tên vệ sĩ cảm nhận được năng lượng khổng lồ trong cơ thể, gần như là đồng thời cũng ngồi khoanh chân, vận chuyển hấp thụ nội công. Nội công tu luyện của tất cả mọi người là quá vô dụng rồi, không cần luyện nữa, sau này mọi người sẽ đi theo hướng tu luyện thân thể, tôi sẽ lấy thanh minh luyện thể thuật, cùng với phục long hợp kích thuật, truyền vào đầu mọi người hấp thụ hết đi, Tô Thương nhẹ nhàng nói. Người tu chân, chia làm hai hệ thống. Một là người bình thường tu luyện linh khí, hai là thuần túy tu luyện cơ thể. Tu luyện cơ thể thực sự rất mạnh mẽ. Không có bất kỳ phương pháp nào có thể xâm phạm cơ thể được, hơn nữa còn có thể dùng một lực đánh phá tất cả các phương pháp khác, mạnh mẽ xông lên mà không ai có thể cản nổi. Tô Thương đã quyết định đào tạo những vệ sĩ này rồi, thì anh ấy tất nhiên không muốn họ tiếp tục đi vào hệ thống luyện võ nữa. Nhưng mà linh khí ở trái đất mỏng manh, chính Tô Thương cũng không tìm được linh khí tu luyện đầy đủ, vì thế không tiện để những người vệ sĩ này tu luyện linh khí. Tu luyện thân thể thì cô cần tới linh khí, chỉ cần tăng cường dùng các dược liệu, thiên tài địa bảo để giúp cơ thể cường mạnh hơn, thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn rồi, như vậy cũng thích hợp hơn với mấy tên vệ sĩ này. Còn về phục long thuật hợp kích, cái này ở huyền thiên tiên vực cũng thuộc về bí thuật hợp kích đỉnh cao rồi. 49 người đặt thành một trận hình, ra tay cùng lúc, phóng ra sức mạnh, sẽ nâng cao gấp trăm ngàn lần, dũng mạnh khác thường. Khoảng 2 tiếng. 49 tên vệ sĩ ngay tại chỗ này, toàn bộ kết thúc tu luyện. Bây giờ, họ đã nắm giữ thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, thực lực tăng mạnh,
mỗi người đều có thể so sánh với năng lực chiến đấu của tông sư, liên kết lại với nhau thì có thể nghiền ép địa tông. Những tên vệ sĩ này, cũng biết mình cùng Tô Thương đã thành lập một loại quan hệ gì đó, Tô Thương như là quân vương cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử của mình, vì thế đối với Tô Thương cung kính lạ thường. Bái kiến cậu chủ. Giờ phút này, 49 tên vệ sĩ, toàn bộ đều quỳ một chân xuống đất, mặt nhìn về Tô Thương, đồng loạt hành lễ, âm thanh vang trời. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó khẽ cười nói, bây giờ mọi người đã đi trên con đường khác, vệ sĩ xưng hô thế này thì không thích hợp với mọi người rồi. Từ này về sau, nhóm của mọi người sẽ gọi là huyết đồ. Có thể so với tông sư thì chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng sẽ rất nhanh chóng mọi người hoàn toàn có thể so sánh với địa tông, thiên tông, thậm chí mỗi người đều có thể nghiền ép thiên tông. Tôi muốn khiến mọi người trở thành thanh kiếm đẫm máu trong tay tôi, quét sạch giới luyện võ. Ánh mắt Tô Thương sắc như kiếm, lạnh lùng nói, phàm là người đối nghịch với tôi đều giết hết. Vâng. Vâng vâng. 49 thành viên huyết đồ, chăm miệng một lời nói, khí thế như rồng, phá vỡ 9 tầng mây, liên tục không dứt. 49 thành viên của huyết đồ, vào thời điểm này đã trải qua những thay đổi chấn động trái đất. Đây đều là tác dụng của thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật tạo nên. Thanh minh luyện thể thuật khiến cho khí huyết trong cơ thể bọn họ cuồn cuộn tuôn trào, người người như những con rồng hung hãn, phát ra uy thể khủng bố phi phàm. Còn phục long hợp kích thuật thì có thể đem uy thế của bọn họ hợp thể lại với nhau, bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thanh minh luyện thể thuật tổng cộng có 20 tầng. Dưới sự truyền thụ thông qua trí nhớ của Tô Thương dành cho bọn họ thì bọn họ đã nắm vững được tầng thứ nhất. Chỉ mới tầng thứ nhất thôi mà cơ thể đã có thể chống lại được các đòn tấn công của cao thủ tông sư võ đạo rồi đó nha. Có thể không phải là nói khoác, nhưng giờ này phút này, cho dù là tông sư đỉnh phong cũng không thể tùy tiện làm bị thương đến cơ thể của các thành viên huyết đồ được. Tô Thương hài lòng nhìn một lượt 49 thành viên của huyết đồ, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Sau đó Tô Thương liền nói, thời gian tiếp theo, mọi người cũng đừng đi đâu cả, cứ ở lại trang viên mà luyện phục long hợp kích thuật đi, tranh thủ nhanh chóng nắm vững thuần thục bí thuật. Vâng, cậu chủ, 49 thành viên huyết đồ một mực cung kính đồng thanh đáp lại. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn sang Quách Hí và Tiêu Đình, bọn họ đều đã có thể sánh ngang với tông sư rồi, hai cậu đều là đội trưởng và phó đội trưởng của bọn họ. Như vậy thì thực lực như hiện tại của các cậu không được lắm. Tiêu Đình, từ này về sau, cậu cũng đừng tu luyện nội công nữa, chuyển qua tu luyện cơ thể đi. Vừa dứt lời, Tô Thương liền truyền lại cho Tiêu Đình phương pháp tu luyện của thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật. Đồng thời, anh cũng không hề tiếc của, mà tự tay lấy linh khí của mình giúp Tiêu Đình tôi luyện cơ thể của cậu ta. Lúc này, toàn thân của Tiêu Đình phát ra ánh sáng chói lóa. Linh khí phun trào, sắc mặt thì vô cùng khổ sở, hai hàng lông mày nhíu lại. Khoảng mấy phút sau, ánh sáng tản ra, biểu cảm của Tiêu Đình cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Được rồi, bây giờ cậu đã nắm được phục long hợp kích thuật rồi, còn về thanh minh luyện thể thuật thì cũng đã đạt được tầng thứ hai, thực lực có thể trấn áp được địa tông rồi đó. Tô Thương nghiêm túc nói, nếu như cậu thi triển thanh minh luyện thể thực thì địa tông sơ kỳ, trung kỳ, hay cho dù là hậu kỳ cũng không cách nào làm cậu bị thương được, chỉ có địa tông đỉnh phong mới miễn cưỡng làm cậu bị thương được. Chuyện này, cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ đang chảy trong cơ thể của mình, Tiêu Đình vui mừng như điên, sau đó quỳ một chân xuống đất, tràn đầy cung kính nói cảm ơn đại thiếu gia nhiều lắm. Tô Thương gật đầu rồi nói tiếp, phục long hợp kích thuật cần phải có một người chỉ huy, đó là điều quan trọng nhất của cả bí thuật hợp kích này, Tiêu Đình. Hy vọng cậu có thể dẫn dắt huyết đồ trở thành lưỡi dao sắc bén chân chính. Vâng, thuộc hạ bảo đảm sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đại thiếu gia. Tiêu Đình tâm trạng vô cùng kích động, sau đó chủ động nói, đại thiếu gia, Quách Hí và những thành viên huyết đồ này đều đã là đầy tớ của cậu, thuộc hạ cũng sẽ tuyệt đối trung thành với cậu, cho nên thuộc hạ cũng muốn được trở thành người đầy tớ của cậu, mong cậu chấp nhận cho thỉnh cầu này. Được, Tô Thương không hề cự tuyệt. Rồi anh giơ tay ra trói chặt Tiêu Đình bằng khế ước chủ tớ, sau đó, anh lại nhìn sang Quách Hí. Cơ thể Quách Hí gầy yếu, nhìn thì giống một thư sinh hào hoa phong nhã, rõ ràng là không thường xuyên rèn luyện cơ thể, không thích hợp để tu luyện thanh minh luyện thể thuật,
cho nên Tô Thương mới không truyền thụ cho cậu ấy. Quách Hí. Tô Thương thản nhiên mở miệng nói, thanh minh luyện thể thuật, không thích hợp với cậu, nhưng tôi đã quan sát kỹ, thiên phú của cậu không tệ, tôi quyết định để cậu tu luyện giống như tôi, cùng trở thành người tu chân, từ bỏ chân khí, chuyển sang tu luyện linh khí. Nhưng kể từ đó thì thực lực tông sư của cậu chắc hẳn sẽ không còn nữa, cậu sẽ trở thành người tu chân cấp thấp nhất, cần cậu từng bước tự mình tấn thăng lên, tôi cũng sẽ không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào cho cậu. Tô Thương nhìn sang Quách Hí, dò hỏi cậu, có bằng lòng không? Thuộc hạ, bằng lòng, Quách Hí cung kính nói, không hề có chút do dự nào. Tốt, cậu vào đây với tôi. Tô Thương gật đầu, đồng thời nhìn mọi người xung quanh, trầm giọng nói, hôm nay mọi người nghe thấy những gì, học được những gì đều không được phép kể cho bất kỳ ai biết, suy nghĩ của mọi người tôi đều có thể nghe được, tất cả những gì mọi người nói hay làm mà không có lợi cho chuyện của tôi thì đừng trách tôi không nể mặt mũi. Tôi có thể truyền thụ thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật cho mọi người, thì tôi cũng có thể tìm được những người khác thay thế mọi người. Nếu như các người, có người bất kính với tôi, phản bội tôi, thì tôi sẽ băm người đó thành ngàn mảnh, sau đó lại tìm người khác thay thế vào. Tô Thương lạnh lùng nhắc nhở, các người, đã hiểu rõ rồi chứ? Đã rõ, thuộc hạ thề sống chết đều trung thành với cậu chủ. 49 thành huyết đồ đều bị những lời nói của Tô Thương dọa cho biến sắc, một mực cung kính đáp lại. Ừm, Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó dẫn theo Quách Hí rời khỏi nơi đó. Cậu chủ, thật là thần bí mà. Người tu chân, linh khí, lẽ nào chủ nhân đã nắm được bí quyết luyện khí của chiến sĩ luyện khí thời tiền tần sao? Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi mà, chiến sĩ luyện khí thời tiền tần không phải chỉ ở trong mấy câu chuyện thần thoại sao, thật sự có thể luyện ra linh khí, trường sinh bất lão sao? Anh thì hiểu cái gì, chiến sĩ luyện khí thời tiền tần là có tồn tại thật sự đó, mấy đan dược cổ, rồi phù lục cổ, đều là từ các chiến sĩ luyện khí thời tiền tần tạo ra. Nhưng mà sau này vì một số nguyên nhân mà hệ thống tu luyện dần dần lại biến thành hệ thống luyện võ rồi. Vậy thanh minh luyện thể thuật mà chúng ta đang tu luyện cũng thuộc hệ thống tu chân sao, tại sao trước giờ chưa từng nghe tới phương pháp luyện thể này vậy? Sau khi Tô Thương rời đi, các thành viên huyết đồ ở đó không ngừng bàn tán sôi nổi, nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều vô cùng e sợ và tôn kính Tô Thương. Đều im miệng ngay. Lúc này, Tiêu Đình trầm giọng cắt ngang. Căn dặn nói, đại thiếu gia không phải nói rồi sao, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất kỳ ai biết, nếu không hậu quả tự mình gánh lấy. Vâng, 49 thành viên huyết đồ thực sự là quá tò mò cho nên mới bàn luận sôi nổi như vậy. Nhưng sau khi nghe thấy lời cảnh cáo của Tiêu Đình thì tất cả đều im miệng lại ngay, không dám nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta đi luyện tập phục long hợp kích thuật đi, tranh thủ nhanh chóng thuần thục với nhau. Đừng để đại thiếu gia phải thúc giục. Tiêu Đình nói xong liền dẫn theo 49 thành viên huyết đồ đến sân tập bên ngoài trang viên. Giờ này phút này, Tô Thương dẫn theo Quách Hí đi đến phòng của mình, nhanh chóng bày bố tụ linh trận. Không lâu sau, anh liền giúp Quách Hí thành công trở thành người tu chân, chuyện này tiêu hao hết 20 viên đá năng lượng. Đây chính là linh khí sao? Trong căn phòng, Quách Hí đang ngồi xếp bằng lại. Hai tay mở ra, ngưng tụ lại một tia linh khí, lẩm bẩm nói, quả nhiên là mạnh hơn rất, rất nhiều so với chân khí, hai cái này hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mà. Sau đó, audio điện tử Võ Tấn Bền. Quách Hí liền tản linh khí ở trong tay đi, từ trên giường bước xuống, một chân quỳ xuống, cung kính hết mực nói, cảm ơn đại thiếu gia đã ban thưởng cho tôi cuộc sống mới. Ừm, Tô Thương khẽ gật đầu. Sau đó nói, Quách Hí, hôm nay cậu đã là người tu chân rồi, chắc hẳn cậu cũng đã cảm nhận được, linh khí ở trái đất vô cùng mỏng manh, chỉ dựa vào linh khí ở trong không khí thì rất khó để tấn cấp được. Nhưng mà, ở trái đất có một thứ ẩn chứa linh khí, người tu chân có thể hấp thụ linh khí ở bên trong nó, ví dụ như đá năng lượng vậy. Vừa nói, Tô Thương vừa từ trong vòng tay chứa đồ của mình lấy ra một viên đá năng lượng, rồi anh nói tiếp, đá năng lượng. Người tu chân chúng ta gọi chúng là linh thạch, nhưng tất cả đá năng lượng mà tôi đã gặp đều chỉ là linh thạch hạ phẩm mà thôi. Đá năng lượng được lưu thông rộng rãi trong giới luyện võ nhưng số lượng cũng không hẳn là nhiều lắm. Tô Thương lại nói, bây giờ, trên người tôi quả thật có mấy viên đá năng lượng,
nhưng không thể phân ra cho cậu được, nếu như cậu cần thì chỉ có thể tự mình đi kiếm vậy. Thuộc hạ đã hiểu, Quách Hy cung kính nói. Tô Thương khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, tình hình của nhà họ Tô, có lẽ cậu ít nhiều cũng đã biết, kẻ thù của chúng ta đến từ một thế lực rất lớn, mà cậu bây giờ chỉ đang là người luyện khí tầng thứ nhất mà thôi, thực lực chỉ ngang với cảnh giới hóa kình. Nhưng mấy thành viên huyết đồ kia, mỗi người đều có thể trấn áp được tông sư, cậu cứ ở lại nhà họ Tô thì cũng không có tác dụng gì. Tô Thương nhìn Quách Hy, rồi khẽ cười nói, cho nên, tôi muốn để cậu ra đi, để cậu tự lăn lộn ở bên ngoài. Lúc nãy, tôi đã truyền cho cậu công pháp tu chân nhất môn đỉnh cấp, một vài thuật pháp tấn công, tất cả đều nằm ở trong đầu cậu hết rồi. Tô Thương nghiêm túc nói, đường đi, đã bày sẵn cho cậu. Về phần cậu đi được đến đâu thì phải dựa vào tạo hóa của chính cậu thôi. Đại thiếu gia, tôi. Nghe thấy Tô Thương đuổi mình đi, Quách Hy nhanh chóng, vội vàng quỳ xuống dưới đất nói, thuộc hạ không đồng ý rời khỏi nhà họ Tô, không đồng ý rời xa cậu, thuộc hạ. Quách Hy. Tô Thương ngắt lời, tôi nói chắc cậu cũng đã hiểu rồi, cậu ở lại cũng không giúp ích gì được cho tôi cũng sẽ không chia đá năng lượng cho cậu rời khỏi Giang Bắc. Là lựa chọn tốt nhất đó. Hoặc đợi một thời gian, cậu tu luyện thành công, đến lúc đó lại quay trở về bên cạnh tôi, phục vụ hết sức lực cho tôi cũng không muộn mà. Tô Thương nói, cậu là một người thông minh, chắc cậu cũng hiểu, ở lại thì cũng chẳng có tí tác dụng nào hết, đi đi, rời khỏi Giang Bắc, xông pha ra thế giới bên ngoài đi. Quách Hy nghe vậy, trầm tư suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, đưa ra quyết định. Được, đại thiếu gia. Tôi nghe lời của cậu. Quách Hy đồng ý, sau đó quỳ xuống đất, dập đầu liên tục 3 lần, hai mắt đỏ ửng, ánh mắt sáng như lửa đốt. Đại thiếu gia, Quách Hy tôi tuyên thề ở đây, bất kể tôi có đi đến đâu, bất kể có gặt hái được bao nhiêu thành công đi chăng nữa, thì tôi vẫn là người của nhà họ Tô, tôi vẫn là đầy tớ của cậu, đời này kiếp này, sẽ không bao giờ phản bội, nếu làm trái lời thề này, sẽ bị trời tru đất diệt. Tô Thương thấy vậy. Liền nở một nụ cười, cậu, có lòng rồi, tôi không có gì để tặng cho cậu, trước khi đi, cậu hãy cầm những thứ này theo đi. Vừa nói, Tô Thương lấy 29 viên đá năng lượng từ trong túi đựng đồ ra, rồi còn thêm vào đó một viên, tổng cộng là 30 viên. 30 viên đá năng lượng này, có thể giúp cậu đột phá đến luyện khí tầng thứ 3. Tô Thương cười nói, nếu đến luyện khí tầng thứ 3, thì phải phối hợp với thủ đoạn mà tôi truyền cho cậu. Cảnh giới tông sư cơ bản không gì sánh được, hy vọng cậu có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Đại thiếu gia, Quách Hy nhìn thấy đá năng lượng, rõ ràng là rất muốn, nhưng lại từ chối, đá năng lượng vô cùng khan hiếm, cậu giữ lấy mà dùng, thuộc hạ sẽ tự nghĩ cách. Cậu không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Tô Thương nghiêm túc nói, cậu đã tận tâm tận lực vì nhà họ Tô, bây giờ lại phải một mình đi đến một nơi xa xôi. Đây cũng coi như là phí thôi việc mà tôi cho cậu. Đại thiếu gia, được rồi, thuộc hạ xin nhận. Hai mắt Quách Hy đỏ ửng lên, xúc động khác thường. Cuối cùng, Quách Hy đã trở thành một người tu chân, anh ta đã mang theo 30 viên đá năng lượng, rời khỏi nhà họ Tô và rời khỏi Giang Bắc trước khi đi. Anh ta đã thề độc, mãi mãi trung thành với nhà họ Tô, mục tiêu của đời này là tu luyện để bảo vệ cho nhà họ Tô. Quách Hy. Nên móng quả thực khá tốt, hy vọng cậu ta sẽ không thất bại giữa đường quá sớm, tương lai sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho mình. Tô Thương khẽ cười, tràn đầy sự mong chờ đối với Quách Hy. Quách Hy này, lúc trước Tô Thương đã chú ý đến rồi, quả thực là một hạt giống tốt để tu chân. Cho nên, hôm nay anh ấy mới không tiếc tiêu tốn 20 viên đá năng lượng, để trợ giúp anh ta trở thành người tu chân, cuối cùng lại lấy ra 30 viên đá năng lượng nữa. Để tặng cho anh ta. 50 viên đá năng lượng này, coi như là đầu tư vậy, Tô Thương đánh cược về Quách Hy, chắc chắn sẽ là tiền đồ vô lượng. Thế sự vô thương, tràn đầy sự không chắc chắn, nói không chừng Quách Hy thật sự có thể tạo ra một bất ngờ. Nếu như cá cược thất bại, thì cũng chỉ là tổn thất đi 50 viên đá năng lượng mà thôi. Nói đơn giản một chút, thì đây cũng như mua vé xổ số, cược đúng, thì số tiền lời được sẽ rất lớn. Xử lý xong chuyện của Quách Hy, Tô Thương khoanh chân ngồi trên tụ linh trận, dùng đá năng lượng bắt đầu hồi phục lại linh khí trong cơ thể. Vừa nãy, anh ấy đã đem thanh minh luyện thể thuật và phục long hợp kích thuật giao cho 49 tên thành viên của huyết đồ,
đã tiêu hao mất không ít linh khí, nhưng cũng không ăn thua gì. Nhưng, khi cơ thể của Tiêu Đình được rèn luyện, Tô Thương cũng tiêu hao khá nhiều linh khí, giống như đã dùng hết một nửa linh khí trong cơ thể ấy, nên phải bổ sung cấp tốc. Lúc này, ở vùng núi Tế Trời, núi Thái Sơn. Trước đó, Thạch Vân Phi đã cử ra một tên người hầu, tên là Kim Khuê, để xuống núi tìm Thạch Hiên. Lúc này, Kim Khuê đã trở về núi Thái Sơn, gặp mặt Thạch Vân Phi, để nhận lệnh. Ông chủ, bên trong căn phòng mang màu sắc cổ xưa, Kim Khuê quỳ một chân xuống đất, thành thật nói, thuộc hạ đã đến Vô Ảnh Tông, đã đợi một hồi rất lâu ở đó, cuối cùng cũng gặp được nhân vật quan trọng của Vô Ảnh Tông rồi. Cuối cùng, ngũ trưởng lão của Vô Ảnh Tông cũng ra mặt, ông ta nói với thuộc hạ, Đoàn Tứ Hải và Thạch Hiên thiếu gia đã rời khỏi Vô Ảnh Tông được mấy ngày rồi, cho đến hôm nay vẫn chưa quay về, cũng không có bất cứ tin tức nào. Tôi biết rồi. Thạch Vân Phi ngồi trên ghế mà sa sút tinh thần, hai mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt lăn trên má, rõ ràng là lúc nãy vừa mới khóc xong, vẻ mặt bây giờ vô cùng đau khổ, chán nản nói Kim Khuê, đừng điều tra tiếp nữa, Hiên Nhi. Hiên Nhi đã chết rồi. Cái gì? Kim Khuê nghe thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, nghi ngờ nói, ông chủ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ôi! Thạch Vân Phi thở dài một hơi, vừa nãy cha tôi có tìm tôi, ông ấy nói với tôi rằng, Thạch Hiên và Đoàn Tứ Hải, đã chết ở Giang Bắc, không thấy hải cốt đâu cả. Mà người giết nó, là một chàng trai trẻ tên Tô Huyền Thiên, hình như bây giờ đang làm điện chủ của Dược Phương Điện. Tôi biết được tin này, đương nhiên không kìm nổi cơn giận, liền đưa thuộc hạ đến Giang Bắc, để chém cậu ta thành trăm mảnh. Nói đến đây, Thạch Vân Phi như bị điên, cười nói, ha ha ha, nhưng mà, cha lại ra lệnh cho tôi, đừng truy cứu chuyện này nữa, bảo tôi đừng có ra tay với Tô Huyền Thiên, còn nói sau này sẽ nói nguyên nhân cho tôi nghe. Ha ha, ha ha ha. Thạch Vân Phi giận dữ cười phá lên, cha ơi là cha, Hiên Nhi là cháu trai của người. Rốt cuộc cha đã nghĩ cái gì vậy chứ? Cha chỉ có đúng một đứa cháu trai, nhưng bên lão nhị kia thì có đến ba đứa. Con cũng chỉ có đúng một đứa con trai, nhưng năng khiếu xuất chúng, thì chỉ có mỗi mình Hiên Nhi của con thôi. Thạch Vân Phi gượng cười với vẻ thất vọng mất mát, mấy năm gần đây, tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào Hiên Nhi, cha có biết không? Tôi hy vọng Hiên Nhi có thể khiến cho mọi người kinh ngạc nhiều đến mức nào. Tôi hy vọng vào đứa con này nhiều đến mức nào, bây giờ đại hội võ thuật trăm phái sắp tới, nhìn thấy Hiên Nhi có được thành công, nhưng lúc này, thì lại có người giết nó, cha lại còn không cho phép con báo thù. Con, không thể chấp nhận được. Nói tới đây, ánh mắt của Thạch Vân Phi trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác, nhưng cuối cùng, sự hung ác ấy lại biến mất, mà thay vào đó là sự bất đắc dĩ sâu sắc vô cùng. Bởi vì... ông ta vô cùng tôn trọng cha mình, cha đã dặn dò gì, thì ông ta tuyệt đối không dám cãi lại lời. Cho dù sơn chủ của núi Thái Sơn có bảo ông ta tự sát, thì ông ta không do dự mà tự kết liễu đời mình bằng một nhát dao. Đây, là sự hiếu thuật của Thạch Vân Phi. Thù giết con trai không thể báo, Hiên Nhi ơi Hiên Nhi, là cha không có tài năng, là cha không có tài năng mà. Thạch Vân Phi ngồi trên ghế, vẻ mắt vô cùng đau khổ. Vừa nói mà hai hàng nước mắt cứ tuôn trào ra. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là do sự thương tâm chưa đến tột cùng mà thôi. Thạch Hiên là đứa con trai mà Thạch Vân Phi yêu thích nhất, luôn luôn mong cậu ta thành công, và có hy vọng rất lớn với cậu ta, kết quả Thạch Hiên lại chết đi, đương nhiên Thạch Vân Phi sẽ cực kỳ đau lòng rồi. Hả? Đồ phế vật! Lúc này, một người đàn bà có vóc dáng đẫy đà, ung dung khoan thai, đẩy cửa vào. Chỉ tay vào mũi Thạch Vân Phi rồi chửi ầm lên, Thạch Vân Phi, ông là người đàn ông hèn nhát nhất mà tôi từng gặp, đến mối thù của con trai mình mà cũng không dám báo, sao tôi lại gả cho một người hèn hạ như ông được cơ chứ? Hồng Cẩm, Thạch Vân Phi nhìn thấy người đàn bà này, bỗng xấu hổ cúi đầu xuống, không dám trực tiếp đối diện với đối phương. Người đàn bà này, là mẹ của Thạch Hiên, và là vợ của Thạch Vân Phi, tên Đỗ Hồng Cẩm. Đỗ Hồng Cẩm. Đến từ nhà họ Đỗ của giới luyện võ, bối cảnh vô cùng lớn mạnh, thuộc một trong 10 gia tộc lớn trong giới luyện võ. Không chỉ có vậy, thực lực của Đỗ Hồng Cẩm cũng vô cùng mạnh, mọi người trong giới luyện võ gọi bà ta là phu nhân Hồng Cẩm, thiên tông hậu kỳ, đủ để chiếm núi làm chủ, xây dựng lên một tông phái hạng nhất. PS,
Về sau, Quách Ý khoác một chiếc áo trắng, vì Tô Thương mà khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Kim Khuê, anh, cút đi. Lúc này, Đỗ Hồng Cẩm ra lệnh. Vâng phu nhân, Kim Khuê không dám do dự chút nào, vội vàng ra khỏi phòng. Hồng Cẩm, việc của Hiên Nhi. Sau khi Kim Khuê rời đi, Thạch Vân Phi đang định mở miệng, nhưng lúc này, Đỗ Hồng Cẩm lại lạnh lùng nói, câm miệng, Thạch Vân Phi, ông không xứng gọi tên của tôi. Bây giờ tôi hỏi ông một lần cuối cùng, thù của Hiên Nhi, rốt cuộc ông có báo không? Hồng Cẩm. Thạch Vân Phi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tôi cũng muốn báo thù rửa hận cho Hiên Nhi, nhưng cha đã dặn rõ ràng là đừng truy cứu nữa, tôi cũng chỉ có thể tuân theo. Được, Đỗ Hồng Cẩm khinh thường hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nếu ông không báo, tự nhiên sẽ có người báo thù cho Hiên Nhi. Anh họ Sở Phục Thịnh của tôi đã rất tức giận khi biết Hiên Nhi bị giết, đã đi đến Giang Bắc rồi. Đỗ Hồng Cẩm cười lạnh nói, với thực lực của anh họ tôi, Tô Huyền Thiên kia đương nhiên không chịu nổi một đòn, Thạch Vân Phi, ông cứ tiếp tục hèn nhát đi. Sở Phục Thịnh. Thạch Vân Phi nghe vậy, lập tức nhíu mày nói, Hồng Cẩm, việc Hiên Nhi bị giết bà nói cho ông ta làm gì, bà vẫn còn liên lạc với ông ta. Đỗ Hồng Cẩm, Sở Phục Thịnh. Hồi đó, là một cặp đôi nổi tiếng trong giới luyện võ, hai người tình chàng ý thiếp, khiến người khác phải ghen tị. Tuy nhiên, Thạch Vân Phi tình cờ gặp được Đỗ Hồng Cẩm, nhất kiến trung tình, sinh ra lòng ái mộ. Vì thế, Thạch Vân Phi liền hoành đao đoạt ái, bảo cha mình là Thạch Hạo Hãn đến nhà họ Đỗ cầu hôn. Đương nhiên, Thạch Hạo Hãn đã biết về danh tiếng của Đỗ Hồng Cẩm, cảm thấy cô gái này rất tốt, là một ứng cử viên phù hợp để làm con dâu nên đã đồng ý yêu cầu của Thạch Vân Phi, mang theo sính lễ đi đến nhà họ Đỗ. Sơn chủ Thái Sơn đích thân tới cửa, gia chủ nhà họ Đỗ vô cùng kinh hãi, lấy lễ tiếp đãi, đối mặt trước tiên đã thụ sủng nhược kinh đồng ý rồi. Rốt cuộc ai mà không muốn leo lên ngọn núi lớn vùng núi tế trời này chứ? Cứ như vậy, Thạch Vân Phi hoành đao đoạt ái, thành công kết hôn với Đỗ Hồng Cẩm. Sau khi Đỗ Hồng Cẩm gả vào Thái Sơn, đã sinh một người con trai đặt tên vào Thạch Hiên. Nhưng sau đó Đỗ Hồng Cẩm đã từ chối sinh con cho Thạch Vân Phi, nói muốn dành toàn bộ tình thương của mẹ cho Thạch Hiên. Thạch Vân Phi mỉm cười đồng ý, nhưng làm con trai trưởng của Sơn chủ Thái Sơn, ông ta phải khai chi tán diệp cho nhà họ Thạch. Điểm này, Đỗ Hồng Cẩm cũng hiểu rõ, nên chủ động sắp xếp phụ nữ cho Thạch Vân Phi, bản thân bà ta cũng được giải thoát, rất ít khi bầu bạn với Thạch Vân Phi. Thạch Vân Phi cho rằng vợ đang toàn tâm toàn ý chăm sóc Hiên Nhi, nên cũng không để ý. Bây giờ nghe Đỗ Hồng Cẩm nhắc tới Sở Phục Thịnh, sắc mặt của Thạch Vân Phi lập tức trở nên khó coi. Vậy thì sao? Đỗ Hồng Cẩm lạnh lùng nói, Thạch Vân Phi, đồ vô dụng nhà ông, chỉ biết nghi ngờ lung tung, con trai bị người ta giết còn không dám làm gì, ông thì tính là đàn ông cái gì? Hai, Hồng Cẩm, tôi biết bà tức giận. Thạch Vân Phi bị mắng cũng không biết giận, thở dài một hơi nói, nhưng đây là việc nhà của Thái Sơn chúng ta, bà nói với Sở Phục Thịnh làm gì? Thì làm sao? Đỗ Hồng Cẩm lạnh lùng nói, anh họ Phục Thịnh cũng không phải người ngoài, ông ấy còn thương Hiên Nhi hơn ông. Khi biết Hiên Nhi bị giết, phản ứng đầu tiên của ông ấy là tức giận, sau đó không nói một lời đi thẳng đến Giang Bắc để giết Tô Huyền Thiên, còn ông đã làm được cái gì? Đỗ Hồng Cẩm khinh miệt nói, tự nhốt mình trong phòng rồi tự thấy có lỗi sao? Ha ha, Thạch Vân Phi, ông thật sự có thể làm được. Sau khi để lại một câu, Đỗ Hồng Cẩm xoay người rời đi. Hồng Cẩm, bà đi làm gì vậy? Thạch Vân Phi vội vàng hỏi. Đến Giang Bắc, Đỗ Hồng Cẩm lạnh lùng nói, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Tô Huyền Thiên chết, sau khi chết, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Tôi sẽ gửi thi thể của cậu ta đến núi Xương Tây Bát Diệt, để Cản Thi phái luyện chế cậu ta thành con rối, vĩnh viễn để tôi sử dụng. Nói xong, Đỗ Hồng Cẩm bước nhanh ra khỏi phòng. Hồng Cẩm, không được truy cứu là mệnh lệnh của cha tôi, bà. Hai mắt Thạch Vân Phi đỏ ửng, do dự một lát, cuối cùng quyết định mở một mắt nhắm một mắt, không nói gì nữa. Thạch Hiên là đứa con trai ông ta coi trọng nhất, hơn ai hết ông ta đều muốn trả thù, nhưng ông ta chỉ có thể từ bỏ vì lệnh của cha mình. Nếu Sở Phục Thịnh muốn ra tay thì cứ để ông ta đi thôi, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể báo thù cho Hiên Nhi, đó chính là ân nhân của Thạch Vân Phi này. Nghĩ đến đây,
Thạch Vân Phi bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt cảm kích, lẩm bẩm nói, Sở Phục Thịnh, nếu ông thật sự giết chết Tô Huyền Thiên, trở về tôi sẽ mời ông uống rượu. Đêm đó, Tô Thương kết thúc trạng thái tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Hiện tại mình đã đặt chân đến luyện khí tầng 8, khôi phục hơn phân nửa linh khí, quả thực đã dùng hết 17 viên đá năng lượng. Tô Thương cười nhẹ, xem ra không nên dùng linh khí rèn luyện thể xác của thành viên huyết đồ. Tuy nhiên, có thể luyện chế một số thối thể đan cấp thấp, bố trí đoạn thể thủy, sử dụng chúng bên trong lẫn bên ngoài. Có lẽ, tiến độ sẽ rất nhanh. Nghĩ đến đây, Tô Thương gửi một tin nhắn cho Hoa Thời Mạc, bảo Hoa Thời Mạc thu thập dược liệu. Ngay sau đó, Tô Thương bỗng nhiên nghĩ tới Tô Tinh Hà, liền gọi điện thoại cho Lưu Huy, nhàn nhạt nói, Lưu Huy, giúp tôi điều tra một người. Tên nó là Tô Tinh Hà, khoảng 4 tuổi, đến từ Hoàn Nam, anh tra xem rốt cuộc nó có lai lịch gì. Vâng. Trong điện thoại truyền đến giọng nói cung kính của Lưu Huy, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay khi có tin tức. Cúp điện thoại, Tô Thương nhìn thấy ngay ghi chú của Thiên Sơn Tuyết trong nhật ký cuộc gọi, minh chủ cửu môn Thiên Sơn Tuyết. Lần trước, Thiên Sơn Tuyết gọi điện thoại hẹn gặp Tô Thương không biết Thiên Sơn Tuyết chính là Giang Tuyết Nhi nên đã ghi chú là minh chủ cửu môn. Mặc dù không tiện đón hai mẹ con Giang Tuyết Nhi, nhưng cũng nên báo bình an cho bọn họ, hơn nữa mình cũng muốn biết Du Du đang hồi phục như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Thương gọi điện cho Thiên Sơn Tuyết. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, không biết đối mặt với Giang Tuyết Nhi như thế nào. Tuy nhiên, điện thoại đổ chuông cả chục lần, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ đang bận việc gì đó, dù sao cô ấy cũng là minh chủ cửu môn, trăm công ngàn việc. Tô Thương sờ sờ mũi, sau đó gửi một tin nhắn cho Thiên Sơn Tuyết. Nội dung, Thiên Sơn Tuyết, tôi là Tô Huyền Thiên, lần trước cô tìm được nhà họ Tô chắc cô đã biết tôi là Tô Huyền Thiên, cũng là Tô Thương. Thân phận của cô, tôi cũng biết, Tuyết Nhi, đợi nhà họ Tô vượt qua nguy cơ, tôi sẽ đón cô và Du Du. Về nhà. Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, số điện thoại của Lý Nguyệt gọi đến. Tô Thương nghe máy, bên trong chuyển đến giọng nói của Lý Nguyệt, Tô Thương, em đã trở về biệt thự ven sông, Tinh Hà đang ở bên cạnh em, cậu bé nói buổi chiều anh đi ra ngoài, anh đi đâu vậy? Anh có việc phải đến trang viên. Tô Thương cười đáp. Tinh Hà muốn ăn đồ nướng, Kỳ Kỳ và Đồng Đồng đều ở đây, anh muốn đi với bọn em không? Được, bọn em chờ. Tô Thương đang chuẩn bị đồng ý, nhưng lúc này đột nhiên nhận thấy một hơi thở khổng lồ bao phủ trang viên nhà họ Tô, nên đổi ý nói, vợ à, anh không đi, bọn em đi ăn đi, không cần đợi anh. Nói xong, Tô Thương cất điện thoại di động, đưa mắt nhìn về hướng 2 giờ, ánh mắt lập tức âm trầm. Có người theo dõi nhà họ Tô. Người đến không có ý tốt. Mạnh. Người đột nhiên tới trang viên nhà họ Tô, lại còn ẩn nấp trong tối, thực lực vô cùng mạnh. Cho dù là Tô Thương của ngày hôm nay, cũng chỉ cảm giác được khí tức của người đó trong nháy mắt mà thôi, sau đó liền không cảm nhận được nữa. Có thể ẩn giấu được khí tức như vậy, đồng thời còn khiến ngay cả mình cũng không phát hiện ra được, người này ít nhất cũng là Thiên Tông Trung Kỳ, thậm chí có khi còn là Hậu Kỳ nữa. Tô Thương mặt trầm như nước, ánh mắt âm lãnh đáng sợ, lẩm bẩm nói, nhưng mà, mặc dù ông ta kịp thu lại khí tức nhưng mình vẫn cảm nhận được, ông ta mạnh nhất cũng không vượt qua được Thiên Tông Hậu Kỳ, vẫn còn nằm trong phạm vi mình có thể ứng phó được. Khí tức của ông ta, tràn đầy sự phẫn nộ, hiển nhiên người đến này không lương thiện gì, 8-9-10 phần là người của vùng đất tế trời, vì chuyện của Thạch Hiên mà tới đây mà. Tô Thương lạnh lùng nói, bất kể ông là ai. Đã tới rồi thì cứ ở lại đi nhé. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương liền kéo cửa phòng, bước nhanh ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm kẻ địch kia. Trên đường đi, Tô Thương đi ngang qua sân tập, nhìn thấy Tiêu Đình đang dẫn dắt 49 thành viên huyết đồ luyện tập phục long hợp kích thuật. Tiêu Đình, ánh mắt của Tô Thương nhìn về phía Tiêu Đình, thản nhiên nói, đừng luyện nữa, có cao thủ đến trang viên rồi, bảo vệ tốt cho cha và ông nội tôi. Đồng thời báo cho tất cả người của nhà họ Tô, không có mệnh lệnh của tôi, không được ra bên ngoài, để tôi đi giải quyết ông ta. Vâng. Tiêu Đình biến sắc, nhất mực cung kính đáp lại, sau đó nói, đại thiếu gia, cậu cần giúp đỡ không? Không cần, người đến thực lực rất mạnh, các cậu đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi, cứ giao cho tôi giải quyết đi. Tô Thương vừa nói dứt lời thì bóng dáng cũng nhanh chóng biến mất.
Tiêu Đình thì theo lệnh dẫn theo tất cả thành viên huyết đồ đến bảo vệ Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn, đồng thời căn dặn thuộc hạ nhà họ Tô, không được phép rời khỏi trang viên. Cùng lúc đó, ở cách xa trang viên nhà họ Tô 500 mét, một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ trường sam màu xanh, ẩn núp trong bóng đêm. Trang phục của người Trung Quốc ngày xưa. Ông ta khoảng 40-50 tuổi, nhưng trên khuôn mặt lại không có nếp nhăn nào, trên mép môi có một hàng râu đen ngắn. Người trung niên đó dáng cao, gầy, mái tóc đen dài búi gọn phía sau, mặc một bộ trang phục cổ trang, nhìn nho nhã, yếu đuối, đúng kiểu thư sinh mặt ngọc. Ông ta chính là anh họ của Đỗ Hồng Cẩm, anh chàng thư sinh mặt ngọc Sở Phục Thịnh. Năm đó, phu nhân Hồng Cẩm và thư sinh mặt ngọc thanh danh vang vọng khắp giới luyện võ, hai người đều là những thiên tài tuyệt đỉnh. Hiện nay, Sở Phục Thịnh đã là thiên tông hậu kỳ, trong giới luyện võ, cũng xem như hàng ngũ cao thủ đỉnh phong rồi. Nhưng mà, đời này của ông ta vẫn chưa lập gia đình, cũng không hề gia nhập môn phái nào, từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ cô độc, lẻ loi. Nghe giang hồ đồn thì Sở Phục Thịnh bị cú sốc tình cảm, trong lòng vẫn luôn thương nhớ phu nhân Hồng Cẩm, nhưng cầu mà không được, cho nên Sở Phục Thịnh tâm tàn ý lạnh, cả ngày chỉ biết mượn rượu giải sầu, không màng thế sự. Đây là một chuyện tình bi thương, đã lấy đi rất nhiều nước mắt và sự cảm động của các tiểu thư khuê các ở giới luyện võ. Sở Phục Thịnh khí chất xuất thần, thiên tư lại hơn người, mặt mũi đàng hoàng, sáng láng, nếu không thì sao lại được gọi với danh xưng thư sinh mặt ngọc chứ? Điều khó khăn hơn là ông ta thuộc tuýp người si tình, tính tình đa sầu đa cảm, ông ta thu hút rất nhiều fan hâm mộ, rất nhiều cô gái đều ôm nỗi tương tư, nhung nhớ ông ta, nhưng đều bị ông ta từ chối tất cả. Trong hơn 20 năm sau khi để vuột mất Đỗ Hồng Cẩm, Sở Phục Thịnh đã lui về nơi sơn giã, dành nửa cuộc đời mình ở trong một ngôi nhà tranh, sống đạm bạc với một tên người làm. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Phục Thịnh ở trong mắt của người ngoài mà thôi, trên thực tế, ông ta đã thường xuyên qua lại, tằng tịu với phu nhân Hồng Cẩm. Thậm chí ngay cả Thạch Hiên cũng chính là con trai của Sở Phục Thịnh. Lúc đầu, trước khi Đỗ Hồng Cẩm gả cho Thạch Vân Phi, thì đã nảy sinh quan hệ với Sở Phục Thịnh rồi. Nói đơn giản, chính là lúc Đỗ Hồng Cẩm gả cho Thạch Vân Phi thì bà ta đã mang thai rồi. Chẳng qua là Đỗ Hồng Cẩm đã dùng vài thủ đoạn nhỏ, trong lúc động phòng hoa trúc, biến mình thành một cô gái còn trinh trắng. Cũng bởi vì như vậy mà Thạch Vân Phi chưa từng nghi ngờ thân phận của Thạch Hiên. Sở Phục Thịnh biết Thạch Hiên chính là con ruột của mình, nhưng lại e sợ vùng đất tế trời cho nên ông ta không dám làm ra những hành động đi quá giới hạn nào, thậm chí cũng chưa từng nhận nhau với Thạch Hiên. Bình thường khi hẹn hò cùng Đỗ Hồng Cẩm, cũng đều rất cẩn thận. Qua nhiều năm như vậy rồi cũng không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sở Phục Thịnh đối với cuộc sống như vậy vô cùng hài lòng, vốn định cứ sống tằng tịu như vậy suốt cả đời. Nhưng mà, chính ngày hôm nay, ông ta đột nhiên nhận được một tin tức, Thạch Hiên đứa con trai của mình đã bị người ta giết chết rồi. Người giết chính là Tô Huyền Thiên ở Giang Bắc. Thư sinh mặt ngọc Sở Phục Thịnh nhẫn nhịn 20 năm, một mực im hơi lặng tiếng, nhưng khi nghe đến tin tức này, ông ta tức giận đến nổi không kiềm lại được, bởi vậy mới mang theo người làm của mình, một giây cũng không muốn nán lại nữa, mà thẳng tiến về Giang Bắc. Sau khi điều tra xong, thì ông ta được biết Thạch Hiên đến Giang Bắc là vì muốn tiêu diệt nhà họ Tô. Sở Phục Thịnh tìm không ra Tô Huyền Thiên, cho nên trước tiên liền đi đến nhà họ Tô định dùng nhà họ Tô để dụ Tô Huyền Thiên ra. Đồng thời, ông ta cũng có thể hoàn thành được nguyện vọng của con trai mình lúc còn sống, tự tay hủy đi gia tộc này. Sau lưng của Sở Phục Thịnh còn có một tên người làm khoảng 13, 14 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai vô cùng. Thiếu gia. Lúc này, tên người làm trắng trẻo kia tò mò hỏi, chỗ này là nơi Thạch Hiên thiếu gia bỏ mạng, dựa vào tin tức mà chúng ta có được thì Tô Huyền Thiên đã kết nghĩa anh em với Tô Kiền Khôn. Mấy ngày trước, Tô Huyền Thiên ra tay giết chết Thạch Hiên thiếu gia chắc là vì mối quan hệ kết nghĩa này. Nếu đã như vậy, thiếu gia, sao ông không trực tiếp nghiền nát nhà họ Tô, bắt Tô Huyền Thiên phải ra mặt, mà lại chọn đứng ở đây quan sát chứ? Tên người làm trắng trẻo nghi hoặc nói. Lâm Uyên. Sở Phục Thịnh thản nhiên nói, tôi từng nhắc nhở cậu, gặp chuyện phải tỉnh táo, chưa có sự chuẩn bị thì không được manh động. Tên Tô Huyền Thiên này, theo như bên ngoài đồn thì chỉ có thể giết được bán địa tông, hơn nữa còn phải dùng chút thủ đoạn nữa, vô cùng chật vật,
vậy thì anh ta làm sao lại giết được Hiên Nhi chứ? Sở Phục Thịnh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trang viên nhà họ Tô, nói tiếp, huống chi, tông chủ của Vô Ảnh Tông Đoàn Tứ Hải cũng bị giết chết giống như vậy. Đoàn Tứ Hải là Thiên Tông sơ kỳ, thực lực không hề yếu, giơ tay ra là có thể giết chết Tô Huyền Thiên rồi, nhưng kết quả thì sao, Hiên Nhi và Đoàn Tứ Hải đều cùng nhau trầu trời rồi. Sở Phục Thịnh đưa ra kết luận, chắc chắn nói, trong chuyện này chắc chắn có điều gì kỳ lạ, hoặc là Tô Huyền Thiên che giấu thực lực, hoặc là phía sau Tô Huyền Thiên có cao thủ trợ lực. Thiếu gia, vậy theo ông, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Tên trắng trẻo như bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng hỏi. Đợi. Sở Phục Thịnh mặt âm trầm, lạnh lùng nói, cứ quan sát mấy ngày trước, tôi đã từng thấy hình của Tô Huyền Thiên rồi, xem ở đây có thể nhìn thấy Tô Huyền Thiên không? Còn nữa, Hồng Cẩm đã đi điều tra chuyện xảy ra ngày hôm đó rồi, bà ấy cũng muốn được tận mắt nhìn thấy Tô Huyền Thiên bị giết chết, đợi vài ngày nữa ra tay cũng chưa muộn. Thiếu gia thật sáng suốt, tên người làm trắng trẻo Lâm Uyên nói. Sở Phục Thịnh khẽ gật đầu, nhưng lúc này ông ta đột nhiên phát hiện ra có người đang tiến đến gần, liền nhỏ giọng nói, có người đến, chúng ta đi trước thôi, đừng đánh rắn động cỏ. Nói xong, Sở Phục Thịnh liền nắm lấy áo của Lâm Uyên rồi thả người rời khỏi nơi đó, hai người rất nhanh đã biến mất vào trong màn đêm. Sau một giây, Tô Thương vừa đuổi tới, thì nhìn theo phương hướng hai người mới rời khỏi kia, biểu cảm thoáng chút ngưng trọng. Thiên Tông hậu kỳ sao? Tô Thương lẩm bẩm nói, thực sự rắc rối rồi, nhưng cũng không đáng sợ lắm, chỉ là, ông ta chạy cũng nhanh ghê. Vừa rồi, khi Sở Phục Thịnh rời đi, Tô Thương đã vận dụng chân khí trong cơ thể mình và nhận ra được thực lực thật sự của ông ta rồi. Có điều, Tô Thương cũng không đuổi theo, thứ nhất vừa sợ có mai phục, thứ hai cũng cảm thấy không cần thiết. Nếu người này đã muốn gây bất lợi cho nhà họ Tô, chắc chắn sẽ còn đến nữa, mình chỉ cần ngồi đợi là được, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhún người nhảy về trang viên. Sau khi đi vào phòng mình, Tô Thương ngồi khoanh chân, đếm kỹ những thủ đoạn của mình. Thủy Long Thuật, Chỉ Xích Thiên Nhai, Bách Thế Luân Hồi Quyền, chìa khóa của Đông Phủ, còn có bí thuật huyết tế. Thi triển từng cái thì chuyện xóa bỏ Thiên Tông hậu kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ có điều, cái giá phải trả khá lớn. Chìa khóa của Đông Phủ ngược lại cũng dễ nói, cùng lắm là linh khí trong cơ thể hết sạch không còn, việc này dùng đá năng lượng có thể bổ sung được. Nhưng bí thuật huyết tế, làm tổn hại quá lớn, cần tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục được. Mà đánh bại Thiên Tông hậu kỳ, vẫn nhất định phải lấy bí thuật huyết tế ra dùng, rồi kích hoạt chìa khóa của Đông Phủ. Lại đến nữa, Tô Thương vừa ngồi xuống chưa được vài phút, liền cảm nhận được luồng khí tức đó, lại xuất hiện ở ngoài trang viên. Có điều, người đó chỉ là nhìn chăm chú từ xa, giống như không có ý định đi vào trang viên. Xem ra ông ta đối với nhà họ Tô vẫn là có chút kiêng kỵ, chắc hẳn đang suy đoán xem ai đã giết Đoàn Tứ Hải và Thạch Hiên. Đau đầu thật, cái lão này vào không vào, đi cũng không đi, thật là khó chơi quá đi. Tô Thương bất đắc dĩ cười khổ, sớm biết thế này, không để Hứa Sơn Cư rời đi rồi. Nếu là Hứa Sơn Cư ở đây, mình cùng ông ấy liên thủ, thì giết chết người này không phải việc khó. Hử, đúng rồi. Bỗng nhiên, khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười, bây giờ Trương Khổ Mộc chắc là vẫn đang còn ở Giang Bắc, mình là điện chủ Dược Phương Điện, trái lại có thể gọi ông ấy qua đây giúp đỡ. Trương Khổ Mộc dựa vào sự giúp đỡ của mình, đã đặt chân lên Thiên Tông đỉnh phong rồi, có thể tùy ý xóa sổ Thiên Tông hậu kỳ bên ngoài. Huống hồ, Sơn Trang Y Vân còn có một nhân vật còn khủng bố hơn, thực lực thâm sâu khó lường. Thế là, Tô Thương gọi điện cho Hoa Thời Mạc, thản nhiên nói, Hoa Thời Mạc, ông ở đâu? Thưa sư phụ, tôi nhận được tin tức của cậu gửi đến, đã phái thầy thuốc qua lấy dược tài rồi. Trong điện thoại, Hoa Thời Mạc cười nói, bây giờ tôi ở Sơn Trang Y Vân, theo sắp xếp của cậu, tôi đang truyền thụ cửu chuyển hồi xuân châm. Trương Khổ Mộc có ở cạnh ông không? Tô Thương hỏi. Không ở đây. Hoa Thời Mạc thật thà nói, phó điện chủ sáng sớm hôm nay đã rời khỏi Sơn Trang Y Vân. Hình như những tông phái nhất đẳng đó lại đến gây phiền phức rồi, phó điện chủ cần phải đi xử lý. Sau khi Tô Thương làm điện chủ, Trương Khổ Mộc thuận ý làm phó điện chủ, thay thế điện chủ xử lý các loại công việc của Dược Phương Điện.
tôi biết rồi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên yên lặng. Trương Khổ Mộc không ở đây, vị trụ cột phía sau của Dược Vương Điện, có lẽ cũng không thể ở lại Sơn Trang Y Vân được. Nếu vậy thì thế lực của Dược Vương Điện, tạm thời là không trông cậy được rồi. Còn về Hứa Sơn Cư, sáng nay mới đi thành phố, bây giờ có lẽ cũng chưa đến nơi. Huống hồ, chuyện của Vương Phú Quý lại khá gấp gáp, nếu như chậm trễ, nói không chừng Lưu Sở Điềm sẽ bị gả cho người khác, như thế sẽ khiến cậu ta tiếc nuối cả đời mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thương quyết định, nếu là bất đắc dĩ thì sẽ thi triển huyết tế, đánh kẻ thù đến chết thì thôi. Có điều, trước đó cần phải chuẩn bị một số thứ mới được, ít nhất cũng là dược tài khôi phục khí huyết phải chuẩn bị thật tốt. Trong trí nhớ của Tô Thương, vừa hay có một loại đan dược, gọi là khí huyết đan. Khí huyết đan luyện chế khá phức tạp, hơn nữa những dược tài được sử dụng cực kỳ hiếm có, vì thế trước đó Tô Thương không cân nhắc đến việc luyện chế. Nhưng bây giờ có Dược Vương Điện đứng sau rồi, có dược liệu gì mà không lấy được chứ? Hoa Thời Mạc, chờ tôi gửi cho ông một đơn thuốc, dù ông dùng cách gì đi nữa, thì nhất định phải đem dược tài gom góp lại cho tôi, càng nhanh càng tốt. Nói xong, Tô Thương cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Hoa Thời Mạc phương pháp tinh luyện khí huyết đan. Ngay sau đó, Tô Thương lại gửi cho Lý Nguyệt một tin nhắn trên WeChat, nói mình muốn bế quan, để cô ấy mấy hôm nay đừng đến trang viên tìm mình. Sau đó, Tô Thương liền lấy điện thoại di động thu vào vòng tay lưu trữ. Khuôn mặt u ám, nhếch miệng lên, cười lạnh lùng nói, hừm, để xem ông có thể chịu đựng được bao lâu, ngày mà ông chịu không nổi mà bước vào nhà họ Tô này, chính là ngày ông bỏ mạng tại đây. Lúc này, núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy. Thiên Sơn Tuyết xử lý xong công việc của Cửu Môn, kéo theo cơ thể mệt mỏi trở về Cửu Phong. Tô Du Du đã nghỉ ngơi rồi. Sau khi Thiên Sơn Tuyết tắm nước nóng, tranh thủ lúc rảnh liền lấy điện thoại ra xem. Lúc này, cô chợt thấy một cuộc gọi nhỡ, sau khi mở ra mới phát hiện, người gọi điện thoại lại là Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên! Tô Huyền Thiên! Đây không phải chính là Tô Thương sao? Thế nhưng, Tô Thương đã chết rồi mà. Thiên Sơn Tuyết bỗng nhiên ổn định lại cảm xúc, mở điện thoại di động ra, rất nhanh đã thấy Tô Thương gửi tin nhắn đến. Cái gì? Trong tin nhắn chính là giọng điệu của Tô Thương, anh ấy nói anh ấy biết mình chính là Giang Tuyết Nhi, còn nói sau này muốn đưa mình và Du Du về nhà, cái này. Chẳng lẽ, Tô Thương chưa chết sao? Nghĩ đến đây, khóe mắt Thiên Sơn Tuyết lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, kích động đến không thể diễn tả được. Nhưng sau đó ngược lại, Thiên Sơn Tuyết lại lắc đầu cười khổ, phủ định cái suy đoán này, đêm hôm đó, mình tận mắt nhìn thấy vết thương của Tô Thương. Anh ấy phải chết là điều chắc chắn rồi, không thể nào có thể sống được nữa, nếu không thì mình sẽ không bỏ đi như vậy rồi. Lúc đó dù là có một tia hy vọng sống sót, mình cũng sẽ giúp anh ấy trị liệu, đáng tiếc, anh ấy không có khả năng sống nữa. Thiên Sơn Tuyết chợt nhớ đến chuyện, lúc chiều Tô Du Du có nói với cô ấy một việc, Du Du nói cho mình biết, Tinh Hà đi Giang Bắc, còn đến biệt thự ven sông, đồng thời thấy được ảnh nó và Tô Thương cùng chụp chung với nhau. Chắc là Tinh Hà thấy được điện thoại di động của Tô Thương, gửi tin nhắn này đến, làm giả dạng giống như Tô Thương chưa chết, vì không muốn để mình và Du Du tiếp tục đau thương nữa. Nghĩ đến đây, Thiên Sơn Tuyết cười khổ ai ya, đứa trẻ Tinh Hà này, tuy cả ngày chỉ gây phiền phức cho mình, nhưng có lúc, lại hiểu chuyện đến đau lòng. Tô Thương ơi Tô Thương! Tin nhắn này, nếu là anh gửi thì thật tốt biết bao. Thiên Sơn Tuyết ngẩn người nhìn vào dòng tin nhắn đó. Đáy mắt có chút nước mắt lập lòe. Chớp mắt. Đã 6 ngày trôi qua. Trong 6 ngày này, Tô Thương vẫn luôn khoanh chân ngồi trên giường, không hề nhúc nhích. Có điều. Anh ấy cũng không tu luyện, mà đang sử dụng kiến thức của chính mình để tạo nên một trận pháp bảo hộ. Tô Thương cẩn thận suy nghĩ, mình không thể lúc nào cũng ở bên cạnh người nhà của mình để bảo vệ họ được, chỉ bằng bố trí một trận pháp bảo hộ bên ngoài trang viên. Như thế có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Sau 6 ngày chỉnh lý, Tô Thương đã có những ý nghĩ cụ thể hơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ha ha, chỉ cần mình bố trí trận pháp này ra, mình tin rằng nếu không có lệnh của mình, bất luận cái gì cũng đều không thể xông vào trang viên nhà họ Tô được. Tô Thương tràn đầy tự tin nói, mặc dù trận pháp này sẽ dùng hết toàn bộ đá năng lượng trên người mình,
nhưng vì an toàn của nhà họ Tô, tất cả đều rất xứng đáng. Huống hồ, mình bây giờ là điện chủ Dược Phương Điện, việc sưu tập đá năng lượng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt Tô Thương bỗng nhìn về hướng 2 giờ, cười lạnh nói, 6 ngày rồi cuối cùng cũng chịu không nổi rồi sao? Thôi được, đêm nay, tôi sẽ dùng hết mọi thứ, đấu với ông, vừa đúng lúc tôi đang cần thử bách thế luân hồi quyền đây. Nghĩ đến đây, Tô Thương từ trên giường đi xuống, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên nhà họ Tô, Sở Phục Thịnh vẫn không thu lại uy thế của mình, khí tức như biển, trực tiếp đi thẳng đến hướng trang viên nhà họ Tô. Bên cạnh ông ta, là Đỗ Hồng Cẩm, mặt trầm như nước, toàn thân tỏa ra sát ý ngập trời, cùng ông ta kề vai sát cánh mà đi tới. Còn về tên người làm trắng trẻo Lâm Uyên đó thì ở lại bên ngoài trang viên nhà họ Tô, không đi vào cùng họ. Hồng Cẩm, chờ sau khi nhìn thấy người nhà họ Tô, em đừng ra tay quá vội, trước tiên hãy ép Tô Thương ra ngoài, sau đó rồi mới tiêu diệt nhà họ Tô cũng không muộn. Trên đường vào trong, Sở Phục Thịnh nhắc nhở. Anh họ, em hiểu rồi. Đỗ Hồng Cẩm gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương đáng chết, chỉ là phế vật mà thôi, vậy mà dám giết con em. Hôm nay, em muốn nó chết không yên lành, sau khi chết vĩnh viễn cũng không yên bình. Ánh mắt Sở Phục Thịnh cũng cực kỳ u ám, có điều tên nhóc này ẩn mình nhiều năm, vốn là hình tượng công tử bột siêu cấp, không ai có thể ngờ rằng, Tô Thương lại chính là Tô Huyền Thiên, Hồng Cẩm, cần phải đề cao cảnh giác, đêm nay nhất định không để nó chạy thoát. Yên tâm đi anh họ, lão già Sơn chủ Thái Sơn kia, đã tiết lộ với em, Tô Thương cao nhất cũng chỉ là Thiên Tông sơ kỳ thôi. Đỗ Hồng Cẩm lạnh lùng cười nói, còn chúng ta, đều là Thiên Tông hậu kỳ, ở trước mặt em thì nó chỉ là con dê đang đợi làm thịt mà thôi, không có sức đánh trả đâu. Nói chuyện này mới nhớ, Hồng Cẩm, Thạch Hạo Hãn vì sao lại đem chuyện thân phận của Tô Huyền Thiên nói cho em biết? Sở Phục Thịnh nghi ngờ nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, năm đó cha của Tô Thương là Tô Thần Binh đã lừa gạt con gái Thạch Ngọc Yến của Thạch Hạo Hãn. Đỗ Hồng Cẩm giải thích nói, từ đó về sau, vùng núi Tế Trời huy động hết mọi nguồn thông tin nhưng đều không có tin tức của hai người này. Khoảng 5 năm về trước, người của vùng đất Tế Trời mới tìm được Thạch Ngọc Yến, kết quả lại phát hiện ra, Thạch Ngọc Yến đã trở thành một người bình thường, chân khí trong cơ thể đã không còn sót lại một chút gì. Phải biết rằng, vốn dĩ Thạch Ngọc Yến là một trong những thanh niên cao thủ hàng đầu, năm đó đại hội võ thuật của trăm tông phái, tài nghệ trấn áp tất cả anh hùng. Cuối cùng lại thất bại dưới tay Tô Thần Binh. Đỗ Hồng Cẩm nói tiếp, nhưng trên thực tế, Ngọc Yến cũng không phải yếu so với Tô Thần Binh, có điều vào ngày đối đầu đó, cơ thể cô ta không được khỏe. Nếu như ở tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, Thạch Ngọc Yến chưa chắc đã bị thất bại dưới tay của Tô Thần Binh. Lúc trước, lão già Thạch Hạo Hãn kia, không quan tâm lắm đối với hai người con trai của ông ta, duy chỉ có đối với Thạch Ngọc Yến là cực kỳ yêu thương. Thậm chí còn định đem Thạch Ngọc Yến bồi dưỡng thành người nối nghiệp, tương lai trở thành Sơn chủ Thái Sơn. Đỗ Hồng Cẩm cười nói, nhưng ai biết được, sau khi đại hội võ thuật của trăm tông phái kết thúc, Thạch Ngọc Yến lại đi theo Tô Thần Binh, hai người cùng nhau biết mất, đến khi xuất hiện lại, thì sức mạnh khủng bố của cơ thể lại hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút gì, chân khí cũng không thể ngưng tụ, chẳng khác gì những người bình thường. Điều này cũng làm Thạch Ngọc Hãn bị chọc tức. Trong đêm liền xuống núi, định xóa sổ Tô Thần Binh, để chút nỗi hận trong lòng. Chẳng qua là do Thạch Ngọc Yến đau khổ cầu xin, thậm chí lấy cái chết ra dọa, cuối cùng thì Thạch Hạo Hãn chỉ đưa Thạch Ngọc Yến đi, giữ lại tính mạng cho Tô Thần Binh. Thạch Ngọc Yến này, trong mười mấy năm rời khỏi Thái Sơn, đã sinh ra một đứa con trai, tên là Tô Thương. Đỗ Hồng Cẩm nói, chuyện này đối với vùng núi Tế Trời mà nói, chính là chuyện xấu trong nhà. Vì thế cực kỳ ít người biết đến. Lão già Thạch Hạo Hãn kia ra lệnh xuống, tuyệt đối phong tỏa tin tức, đồng thời không cho phép bất kỳ người nào của Thái Sơn đặt chân đến Giang Bắc, để gia đình Tô Thần Binh tự sinh tự diệt. Đỗ Hồng Cẩm cười lạnh lùng, đương nhiên, Thạch Hạo Hãn kia ra mệnh lệnh này chỉ là vì thương con gái Thạch Ngọc Yến, không muốn con gái mình vì Tô Thần Binh mà tự tử, thực tế thì ông ta so với bất kỳ kẻ nào khác cũng là người căm hận nhà họ Tô. Căm hận Tô Thần Binh. Sau khi Thạch Hiên chết, lão già Thạch Hạo Hãn kia sở dĩ xác định hạ lệnh cấm Thạch Vân Phi điều tra việc này, chắc chắn là cân nhắc đến Thạch Ngọc Yến. Bây giờ,
Thạch Ngọc Yến bị giam cầm tại vùng núi Tế Trời dòng dã đã 5 năm rồi, mặc dù vẫn không biết hối cải như cũ, không thấy mình làm việc gì sai, nhưng Thạch Hạo Hãn đối với cô ta thì vẫn luôn ôm lấy hy vọng, vì thế không muốn làm chuyện gì chọc giận đến cô ta. Đỗ Hồng Cẩm lạnh lùng nói, nhưng dưới sự đau khổ cầu xin của em, Thạch Hạo Hãn cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra rồi, dù sao ông ta thấy, Hiên Nhi cũng là cháu trai ruột của ông ta. Thì ra là thế. Sở Phục Thịnh nghe vậy, cười lạnh nói như vậy, chúng ta giết Tô Thương, là nhận được sự đồng ý ngầm của Thạch Hạo Hãn sao? Đúng vậy. Đỗ Hồng Cẩm trầm giọng nói, khi lão già đó nói thân thế của Tô Thương cho em biết, chính là có nghĩa rằng, ông ta cũng muốn diệt trừ Tô Thương rồi. Mặc dù theo huyết thống, Tô Thương là cháu ngoại của ông ta, nhưng mà Hiên Nhi, lại là cháu nội của ông ta. Đỗ Hồng Cẩm cười nói, cháu ngoại, vĩnh viễn là người ngoài. Quyết định lần này của lão già kia, ngược lại cũng không tồi. Chỉ tiếc, ông ta không biết là, Hiên Nhi cùng với nhà họ Thạch bọn họ, không có bất kỳ quan hệ nào. Nói đến đây, Đỗ Hồng Cẩm nở nụ cười nhìn về phía Sở Phục Thịnh, lạnh lùng cười nói, nếu lão già Thạch Hạo Hãn kia biết được, mình vì một người ngoài mà báo thù, hy sinh cả cháu ngoại mình, biểu cảm chắc chắn sẽ cực kỳ đặc sắc đây. Hồng Cẩm, mấy lời này đừng nói nữa. Vùng núi Tế Trời là nơi chúng ta không thể chọc vào. Sở Phục Thịnh nhắc nhở một câu, sau đó thúc giục nói, đi, đến lúc báo thù thay Hiên Nhi rồi. Đỗ Hồng Cẩm gật đầu, sau đó liền đi theo Sở Phục Thịnh, cùng nhau đến trang viên nhà họ Tô. Lúc này, trang viên nhà họ Tô, không có bất kỳ ai, vì Tô Thương sớm đã để tất cả người làm trốn đi hết rồi. Tô Thương, bước ra đây, nhận lấy cái chết đi. Lúc này, Sở Phục Thịnh lạnh lùng gọi to. Vù! Mặt đất bằng phẳng bắt đầu nổi gió, trong chớp mắt, Tô Thương xuất hiện phía trước Sở Phục Thịnh và Đỗ Hồng Cẩm, khoảng cách hai người là 10 mét, đứng từ xa nhìn nhau. Tô Thương! Sau khi nhìn thấy Tô Thương, Sở Phục Thịnh và Đỗ Hồng Cẩm đều mặt trầm như nước, sát ý ngập trời. Tô Thương đã làm tốt khâu chuẩn bị vẹn toàn rồi, giờ phút này nghênh tiếp ánh mắt của hai người, đều không ngại mà hỏi, hai người. Là ai? Sở Phục Thịnh phóng ra toàn bộ khí tức, xung quanh mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, ông ta thấy xung quanh không có ai khác, liền lạnh lùng nói. Tôi là cha ruột của Thạch Hiên, Tô Thương, cậu giết Hiên Nhi, hôm nay tôi sẽ giết cậu. Cha của Thạch Hiên. Tô Thương nhíu mày nói, sao ông biết Tô Thương giết Thạch Hiên, ai nói cho ông biết? Đừng phí lời, Tô Thương, chịu chết đi. Tôi muốn cậu và Hiên Nhi chôn cùng nhau. Sở Phục Thịnh thản nhiên nói, Hồng Cẩm, em không cần nhúng tay vào chuyện này. Những năm gần đây, với tư cách là cha ruột của Hiên Nhi, anh chưa từng làm bất kỳ chuyện gì vì nó hết, hôm nay để anh báo thù cho nó. Vừa nói xong, Sở Phục Thịnh liền thả người nhảy lên, chân khí trong tay phun trào. Bí thuật huyết tế. Đối mặt với Thiên Tông Hậu Kỳ, Tô Thương không dám khinh thường. Trước đó đã chuẩn bị xong xuôi việc thi triển bí thuật huyết tế rồi, giờ phút này tất nhiên sẽ không do dự. Vù! Trong chốc lát, huyết tế mở ra, mắt của Tô Thương biến thành màu đỏ, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Giết! Tô Thương gầm nhẹ một tiếng, chủ động nghênh chiến. Sau khi mở ra huyết tế, thực lực của anh ấy có thể so với luyện khí tầng thứ 9, đối đầu với Thiên Tông Hậu Kỳ cũng không kém bao nhiêu. Cứ như vậy, hai người đánh nhau. Khung cảnh cực kỳ lộn xộn, linh khí và chân khí tàn phá bừa bãi, tạo thành cho bụi đầy trời. Còn về Đỗ Hồng Cẩm, vẫn ở một bên quan sát, cô ta không nhúng tay vào vì cô ta tự tin, anh họ nhất định có thể đánh bại được Tô Thương. Chỉ có điều, người đang xem cuộc chiến này, không chỉ có Đỗ Hồng Cẩm. Lúc này, bên ngoài trang viên, trong bóng tối, có một lão già tóc xám trắng lẫn lộn, dừng chân lại, đó chính là Sơn Chủ Thái Sơn. Thạch Hạo Hãn. Bên cạnh còn có hai người, một là trụ cột của Dược Vương Điện, Trương Trọng Ngu. Một người khác, là con trai trưởng của Thạch Hạo Hãn, Thạch Vân Phi. Lúc này, Thạch Vân Phi sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhất là khi nghe được Sở Phục Thịnh tự xưng là cha ruột của Thạch Hiên, ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận không kiềm được, dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay cấn vào thịt cũng hoàn toàn không biết. Tức nha! Thạch Vân Phi không kiềm được tức giận, khuôn mặt tái xanh đi, từng giọt máu rơi xuống tí tách, theo khe hở vết thương rơi xuống. Tay đứt ruột đau,
nhưng ngay giờ phút này, lòng bàn tay truyền đến cơn đau cũng không sánh được một phần vạn với cơn đau trong lòng ông ta. Cho đến nay, mình vẫn luôn xem Hiên Nhi như bảo vật, vô cùng yêu thương, chiều chuộng nó, mình còn không tiếc tất cả dược liệu chân quý để bồi dưỡng cho nó. Đối với chính bản thân, mình còn vài phần keo kiệt, nhưng mình đã đem tất cả tài nguyên của mình không giữ lại dùng một chút nào, chỉ để dùng cho Hiên Nhi. Nhưng đến sau cùng, nó vậy mà lại không phải là con trai của mình đã dốc hết tất cả, nuôi lớn con trai vậy mà nó lại là của người khác. Tại sao chứ? Thạch Vân Phi mặt trầm như nước, gằn giọng nói, ông trời ơi, tại sao ông lại trêu đùa tôi như vậy chứ? Đỗ Hồng Cẩm, Sở Phục Thịnh, Đồ Tiễn Nhân mấy người, tôi sẽ băm vằm các người thành trăm mảnh. Vừa dứt lời, thì chân khí cuồn cuộn phun trào xung quanh Thạch Vân Phi, sau đó ông ta liền lao đi tìm Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh tính sổ. Vân Phi, lúc này, Thạch Hạo Hãn ở bên cạnh thản nhiên nói, đừng có mà kích động, bình tĩnh lại đi. Cha, Thạch Vân Phi lập tức dừng bước lại, đối mặt với Thạch Hạo Hãn thì ông ta cực kỳ tôn kính, cho nên đành đè nén cơn phẫn nộ trong lòng lại, nghiến lợi nói, đôi cẩu nam nữ Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh dám đối xử với con như vậy, không giết chết bọn họ, con khó mà bình tâm lại được. Cha biết, Thạch Hạo Hãn gật đầu, ánh mắt âm lãnh nói, chuyện hai đứa tụi nó, không khác gì nổi nhục của Thái Sơn, cho nên tối nay, tụi nó bắt buộc phải chết. Chỉ có như vậy thì mới có thể phong tỏa được tin tức này, giảm bớt những ảnh hưởng trái chiều đối với Thái Sơn. Nhưng mà, cứ chờ xem trước đã, cha ngược lại muốn xem con trai của Ngọc Yến có năng lực lớn như thế nào. Thạch Hạo Hãn nói. Vâng. Thạch Vân Phi cung kính trả lời, sau đó đứng khoanh tay lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hổ thẹn nói cha, là con vô dụng, để cho cha và Thái Sơn phải chịu nhục rồi. Chuyện này không trách con được cha cũng có một phần trách nhiệm. Thạch Hạo Hãn vuốt râu nói, năm đó, con đề nghị được cưới Đỗ Hồng Cẩm, cha nhìn thiên tư nó không tệ, dung nhan lại xinh đẹp, như vậy thì đời sau sinh ra chắc cũng sẽ không kém cạnh, cho nên cha mới không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến nhà họ Đỗ cầu thân. Lúc đó, cha đã biết nó có quan hệ với Sở Phục Thịnh, chỉ là cha cảm thấy sau khi tụi con kết hôn, lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, thì quan hệ của hai tụi nó sẽ tự nhiên cắt đứt. Nói đến đây, Thạch Hạo Hãn thở dài một hơi, đáng tiếc, cha không ngờ tới hai đứa nó trước đó đã làm ra loại chuyện này, thậm chí Đỗ Hồng Cẩm còn mang thai nữa, hai, là cha không quan tâm thay con chu đáo. Không, cha, không trách cha được, là do con vô dụng thôi. Thạch Vân Phi hai mắt ửng đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Đồ bỏ đi. Thạch Hạo Hãn nhìn thấy con trai trưởng của mình khóc, lập tức nghiêm mặt nói, con trai của Thạch Hạo Hãn cha. Đường đường là một người đàn ông cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất, thấy biến không sợ, thì khóc cái gì mà khóc, lau nước mắt đi cho cha, đừng để cha nhìn thấy bộ dạng vô dụng đó của con, nếu không, đừng trách cha không nể tình mà đuổi con ra khỏi vùng đất tế trời. Vâng, Thạch Vân Phi lập tức biến sắc, lau khô nước mắt, mặt không biểu cảm đứng sang một bên. Đây mới là con trai của Thạch Hạo Hãn cha. Thạch Hạo Hãn hài lòng gật đầu. Nói tiếp, cha biết bây giờ trong lòng con rất là khó chịu, nhưng con thử nghĩ sang một góc độ khác mà xem, nếu như Thạch Hiên không phải là con trai của con, nó bị người ta giết chết, thì con cũng không cần phải đau lòng nữa. Về phần Đỗ Hồng Cẩm, ha ha, chỉ là một người đàn bà mà thôi, dựa vào thân phận của con, muốn người phụ nữ như thế nào mà không được chứ. Thạch Hạo Hãn hứa hẹn nói, qua hết ngày hôm nay, cha sẽ truyền tin ra, nói Đỗ Hồng Cẩm bị bệnh nặng qua đời. Rồi lại tìm cho con một hôn sự mới, những viên ngọc quý, ở trong tay các thế lực lớn ở giới luyện võ tùy ý con chọn. Con cảm ơn cha. Thạch Vân Phi cung kính đáp lại, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn khó chịu, không muốn nhắc đến chuyện này nữa, thế là chuyển chủ đề nói, cha, tên Tô Thương này, giết chết Hiên Nhi cũng chính là tên tạp chủng Tô Huyền Thiên sao. Không sai. Thạch Hạo Hãn gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trang viên nhà họ Tô, thản nhiên nói, Tô Thương còn có một thân phận nữa, chính là con trai của Tô Thần Binh. Tô Thần Binh, Thạch Vân Phi khựng người lại, sau đó nói cha, lúc nãy cha nói muốn xem năng lực của con trai Ngọc Yến, lẽ nào, Tô Thương chính là con trai của em gái Thạch Ngọc Yến với Tô Thần Binh sao? Không sai, Thạch Hạo Hãn không hề phủ nhận nói. Tin tức 5 năm trước báo về, còn có nghe cha nhắc tới.
em gái lấy cái chết ra để uy hiếp, cho nên cha mới không ra tay hủy diệt nhà họ Tô, nhưng chưa từng nghĩ, thằng nhóc con nhà họ Tô, bây giờ lại có năng lực như vậy. Thạch Vân Phi nghiến răng nói, tên tạp chủng Thạch Hiên kia, là địa tông hậu kỳ, Đoàn Tứ Hải lại là thiên tông sơ kỳ, kết quả đều chết trong tay của Tô Thương, tên nhóc này chí ít cũng đã đạt tới thiên tông sơ kỳ rồi. Tính toán tuổi tác, thì em gái mất tích 17 năm, sau đó trở lại vùng đất tế trời 5 năm, Tô Thương tính qua tính lại cũng chỉ hơn 22 tuổi, ở cái tuổi này mà đã có thành tựu như vậy, nhìn chung trong giới luyện võ cũng rất khó tìm được người thứ hai. Đúng vậy. Thạch Hạo Hãn vuốt râu nói, cảnh giới này, con trai của lão nhị là Thạch Cửu Thiên ngược lại có thể đối kháng lại được, nó năm nay ở trong đại hội võ thuật của trăm môn phái có cơ hội được người ta chọn là quán quân. Nhưng mà cháu trai Cửu Thiên, cũng đã 28 tuổi rồi, so sánh lại thì thiên tư của Tô Thương vẫn hơn một chút. Thạch Hạo Hãn phân tích, sau đó nghi hoặc nói, chỉ là cha nhìn không ra, rốt cuộc nó tu luyện chân khí gì, quanh người nó đều lộ ra toàn điều cổ quái. Cha, bất kể như thế nào, thực lực của Tô Thương cường mạnh là sự thật, cẩn thận suy tính thì trong cơ thể của nó cũng có dòng máu của vùng đất tế trời chúng ta, là cháu ngoại ruột của cha. Thạch Vân Phi nhìn về trang viên nhà họ Tô, nơi xa xa kia, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, mà con, chính là cậu của nó, không ngờ, con vậy mà lại có một đứa cháu trai mạnh như vậy, em gái nếu như biết được Tô Thương có thực lực và thiên tư như vậy chắc hẳn là vô cùng vui mừng, an tâm. Con đừng có mà vội mừng, trước mắt cha còn chưa có ý định tiếp nhận nó đâu. Lúc này, Thạch Hạo Hãn lạnh giọng nói, thiên tư của Tô Thương, cha cũng thừa nhận, thật sự không yếu, nhưng so với Ngọc Yến 20 năm trước thì còn cách xa. Ngọc Yến mới đúng là thiên tài chân chính, từ xưa đến nay là đệ nhất thiên tài, không ai có thể so được. Thạch Hạo Hãn nhớ lại chuyện cũ, hơi tức giận, nhưng Ngọc Yến thiên tài tuyệt diễm như vậy mà lại bị Tô Thần binh hủy đi sự trong trắng. Công lực chấn kinh trời đất tan biến hết, trở về thành một con người bình thường. Món nợ này, cha còn chưa thanh toán sạch với nhà họ Tô thì làm sao có thể nhận con trai của Tô Thần binh chứ? Thạch Hạo Hãn tức giận nói. Ha ha! Lúc này, Trương Trọng Ngu ở bên cạnh mở miệng cười nói, anh Thạch, anh đừng có mà cứng miệng như vậy, cứ nhất định phải để tôi vạch trần tâm tư của anh sao? Rõ ràng là anh đã tiếp nhận Tô Thương rồi. Lại còn giả bộ dáng vẻ không quan tâm đó, đừng tưởng là tôi không biết nhé. Trương Trọng Ngu cười nói tiếp, nếu không, anh báo tin cho Đỗ Hồng Cẩm là được rồi, sao còn phải tự mình đến đây, đó không phải là đang lo lắng Tô Thương bị giết chết, nên đến trước để trấn thủ hay sao? Ha ha, anh Trương, nếu như anh nghĩ như vậy thì anh sai rồi. Thạch Hạo Hãn rõ ràng là có chút giật mình, nhưng ngoài mặt thì lại nói, tôi đem Vân Phi tới đây. Chẳng qua chỉ để cho Vân Phi nhìn rõ bộ mặt thật của đôi cẩu nam nữ Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh mà thôi. Về phần anh nói tôi đến trước để trấn thủ thì hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, Tô Thương không biết trời cao đất dày, ra tay giết chết Thạch Hiên, kiếp nạn lần này là do nó tự gieo gió gặt bão mà thôi, không liên quan gì đến tôi, tại sao tôi phải giúp nó? Thạch Hạo Hãn hỏi ngược lại. Trương Trọng Ngu cười nói, anh Thạch, Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh chắc chắn là phải chết rồi. Điều này tôi biết rõ, nhưng dựa vào thực lực của anh, chỉ cần ra tay là đã có thể giết chết bọn họ, vậy hà cớ gì lại còn dụ bọn họ đến trang viên nhà họ Tô chứ? Theo như tôi thấy, thì anh muốn thăm dò con át chủ bài là Tô Thương, muốn tìm hiểu một chút cháu ngoại của mình chứ gì? Trương Trọng Ngu cười nói. Lời nói vô căn cứ. Thạch Hạo Hãn không thừa nhận, lạnh lùng nói, anh Trương, anh thật biết suy đoán, vậy thì cứ xem tiếp đi. Nhưng mà. Không biết Tô Thương đã sử dụng thủ đoạn quỷ dị gì mà khiến cho khí huyết cuồn cuộn dâng lên, thực lực đột nhiên tăng vọt, nhưng tôi chắc chắn nó ở trong tay của Sở Phục Thịnh không quá 5 phút sẽ nhanh chóng bị đánh bại. Thạch Hạo Hãn vô cảm nói, đến lúc đó, anh xem tôi có ra tay cứu giúp nó hay không? Anh sẽ không làm. Anh chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, .ans mới kêu tôi tới đây, anh đoán rằng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chắc chắn sẽ bảo vệ Tô Thương. Dù sao Tô Thương cũng là điện chủ của Dược Phương Điện. Anh Thạch à anh Thạch, anh đúng là một kẻ cứng miệng, còn vô cùng cố chấp nữa, chết cũng sĩ diện, ha ha. Trương Trọng Ngu đã nhìn thấu hết tất cả, nhưng ông ta vì muốn giữ lại thể diện cho Thạch Hạo Hãn cho nên mới không tiếp tục tranh luận với Thạch Hạo Hãn nữa. Ngay sau đó,
Trương Trọng Ngô ngẩng đầu nhìn về phía trang viên nhà họ Tô, ánh mắt xa xăm nhìn về Tô Thương. Thạch Hạo Hãn và Thạch Vân Phi cũng giống như vậy, đều đứng quan sát trận chiến trong trang viên nhà họ Tô. Lúc này, Tô Thương và Sở Phục Thịnh đang đấu tay đôi với nhau, đã giao chiến mấy chục hiệp rồi. Ở nơi đó, chân khí và linh khí chống chọi lại với nhau, kiến trúc xung quanh bốn phía đều bị phá hỏng hết. Có bí thuật huyết tế gia trì, lực chiến đấu của Tô Thương ngược lại có thể đánh tay đôi với Sở Phục Thịnh. Nhưng mà, dù sao sức mạnh này là do tiêu hao khí huyết để đổi lại, cho nên không có cách nào tiếp tục chiến đấu được, cũng chỉ khoảng mười mấy hiệp thì Tô Thương đã bắt đầu thấm mệt rồi. Trái lại Sở Phục Thịnh thì đâu vẫn vào đấy, giống như chỉ mới làm nóng người thôi vậy. Tô Thương, đây chắc là thực lực thật sự của cậu rồi nhỉ, cậu đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt để nâng cao thực lực sao? Lúc này, Sở Phục Thịnh mở miệng dò hỏi, Tô Thương thản nhiên nói, thì sao nào? Ha ha! Sát khí tràn ngập trong ánh mắt của Sở Phục Thịnh, ông ta cười nhạo nói, thủ đoạn này của cậu, đúng là không tệ nhưng thực lực cơ thể của cậu quá kém, cho dù trong thời gian ngắn có thể nâng cao thực lực nhưng cũng không phải là đối thủ của tôi. Đừng nói nhảm nhiều nữa. Ánh mắt Tô Thương run lên, lập tức giơ nắm tay của mình ra, rồi đột nhiên tung ra một trong những lá bài tẩy của mình, Bách Thế Luân Hồi Quyền. Sở Phục Thịnh vẫn ung dung, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng ra đón lấy, sau đó cười nhạo nói, sức mạnh như vậy cũng muốn làm tôi bị thương, đúng là. Đang nói thì một giây sau đó, biểu cảm của Sở Phục Thịnh phát sinh ra sự thay đổi cực lớn. Trong chớp mắt, ông ta dường như nhớ tới được rất nhiều chuyện, nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp cùng với Thanh Mai Trúc Mã Đỗ Hồng Cẩm, sau đó là nỗi bi thương vì người con gái mình yêu mến bị cướp đi, và sự vui sướng khi tằng tịu với Đỗ Hồng Cẩm, những hồi ức quá khứ như chiếc lồng đèn kéo quân, hiện rõ lên từng cảnh một ở trong đầu của Sở Phục Thịnh. Cả người ông ta ngây ngẩn ra, biểu cảm mơ mơ màng màng như mất đi hồn vía. Tô Thương nhìn thấy như vậy thì không hề do dự, lập tức ra tay, lại một quyền nữa được đánh ra, nhắm thẳng vào lòng ngực của Sở Phục Thịnh. Nếu như bị đánh trúng thì Sở Phục Thịnh chết không phải nghi ngờ. Nhưng ngay trong thời khắc quan trọng nhất thì Sở Phục Thịnh như cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, cho nên nhanh chóng từ trong trí nhớ thoát ra. Sau đó, ông ta lật tay ra đỡ lấy một chưởng của Tô Thương, trực tiếp đánh bay Tô Thương. Tô Thương lại giống như con dán không bị đánh chết được, trên đường bị đánh bay ra, liền dùng chân đạp một cước, phi thẳng về lại phía Sở Phục Thịnh. Quyền pháp của cậu vậy mà có thể tấn công vào linh hồn của người khác, không thể tưởng tượng được nha. Nhưng tôi đã có phòng bị thì cậu nghĩ rằng cậu còn thành công được không? Sở Phục Thịnh mặt trầm như nước, lập tức hết sức tập trung, căn bản cũng không sợ quyền chưởng của Tô Thương. Ầm ầm ầm, tiếp theo đó, hai người lại đánh nhau 20-30 hiệp nữa. Sở Phục Thịnh là Thiên Tông hậu kỳ, thực lực cao hơn nhiều so với Tô Thương, cho nên miễn cưỡng thì vẫn có thể chống đỡ được đòn tấn công vào linh hồn của Bách Thế Luân Hồi Quyền. Nhưng mà, mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng mỗi lần tiếp xúc với nắm đấm của Tô Thương thì ông ta vẫn bị đứng hình lại mấy giây, rõ ràng là linh hồn đã bị khống chế một chút. Cũng chính vì nguyên nhân như thế cho nên Tô Thương mới có thể cùng với Sở Phục Thịnh giao đấu nhiều hiệp như vậy, nếu không anh sớm đã bị đánh bại rồi. Nhưng mà, cái gì nên tới thì vẫn sẽ tới. Sở Phục Thịnh không có ý định dây dưa thêm nữa, bởi vậy từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm mềm mại. Thanh kiếm này, dẻo dai vô cùng, do thiên thạch đặc biệt tạo thành, được ông ta quấn quanh eo của mình. Độc môn tuyệt kỹ của thư sinh mặt ngọc chính là kiếm pháp siêu phàm thoát tục, biến ảo khó lường này. Vốn cứ nghĩ là đối phó với cậu thì không cần dùng tới thanh xà kiếm này, nhưng không ngờ cậu lại khó chơi như vậy, đặc biệt là trưởng pháp của cậu, hoàn toàn cản tay tôi, khiến cho tôi không thể sử dụng toàn lực được thanh kiếm uốn lượn như con rắn xanh. Trong tay Sở Phục Thịnh cầm thanh nhuyễn kiếm màu xanh, ánh mắt lạnh lùng nói, Tô Thương, có thể chết dưới thanh xà kiếm, cậu cũng đáng để kiêu ngạo rồi đấy. Vừa dứt lời, bóng dáng của Sở Phục Thịnh lóe lên, rồi đột nhiên đâm thẳng về phía Tô Thương. Bù! Ánh mắt Tô Thương run lên, ngay khoảnh khắc đầu tiên anh liền thi triển Xích Thiên Nhai để tránh né, không dám chống trả trực diện. Anh có thể cảm nhận rõ ràng được thanh nhuyễn kiếm đang ở trong tay của Sở Phục Thịnh thực lực tăng lên dữ dội, không phải mình có thể ứng đối được cho nên chỉ có thể tránh đi.
chỉ xích thiên nhai không ngừng được thi triển ra, Tô Thương dự định chạy ra khỏi trang viên. Sớm biết cậu thân pháp quỷ dị rồi, cho nên nếu như cậu trốn chạy thì tôi cũng khó mà đuổi kịp. Nhưng mà đánh nhau lâu như vậy rồi mà cậu từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi trang viên nhà họ Tô, ắt hẳn là có e ngại điều gì nhỉ? Sở Phục Thịnh lạnh lùng nói, nếu như không ngoài suy đoán của tôi thì người nhà của cậu đều đang ở trong trang viên nhỉ, cậu lo lắng cho bọn họ, cho nên mới không chạy trốn. Tô Thương, giờ này phút này, nếu như cậu rời khỏi trang viên thì tôi sẽ không đuổi theo cậu nhưng tất cả mọi người ở trong trang viên này đều phải chết hết. Thanh Nguyễn kiếm trong tay Sở Phục Thịnh lóe lên tia sáng xanh lấp lánh, cùng với khí tức âm lãnh trên người ông ta, hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sẽ băm họ thành ngàn mảnh, để họ nhận hết mọi sự dày vò. Ông dám. Tô Thương nghe thấy như vậy, lập tức dừng chân lại, hai mắt đỏ ngầu, không kiềm được tức giận nhìn chăm chú Sở Phục Thịnh, lạnh giọng nói, đồ chó, tôi vốn dĩ muốn tha cho ông một mạng, để ông biết khó mà lui, nhưng ông lại ức hiếp người quá đáng mà. Được được được. Đã như vậy, đêm nay ông cứ ở lại đây đi nhé. Chìa khóa. Đông phủ. Vừa dứt lời, ánh mắt Tô Thương hờ hững, hai tay nhanh chóng nắm lại, một đồ vật nhỏ như quả dưa leo từ trong cơ thể của anh lao ra, lơ lửng giữa không trung. Bong! Chìa khóa của Đông phủ, cảm nhận được cơn phẫn nộ của Tô Thương, toàn thân phát ra ánh sáng lập lòe, tản ra khí tức lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Tô Thương không chần chờ nữa, lập tức đem tất cả linh khí trong cơ thể mình ra đưa toàn bộ vào trong chìa khóa của Đông phủ. Sau một lúc, ánh sáng của chìa khóa Đông phủ càng thêm chói lòa, uy thế cũng càng cường hãn hơn. Cái này, Sở Phục Thịnh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức giật mình không thôi, trong lòng vậy mà nảy sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng. Đỗ Hồng Cẩm ở cách đó không xa cũng y như vậy, trên mặt lộ ra vẻ e sợ. Cái thứ này cổ quái quá, phải rút lui trước thôi, thù của Hiên Nhi, ngày sau lại đòi tiếp vậy. Sở Phục Thịnh quyết định thật nhanh. Tạm thời tránh đi mũi nhọn này. Không thể được. Cái tên cẩu tạp chủng này đã giết chết Hiên Nhi, tôi không thể để cho nó sống thêm một giây phút nào nữa. Tô Thương, chôn cùng với Hiên Nhi đi. Đỗ Hồng Cẩm không để ý đến lời khuyên bảo của Sở Phục Thịnh, nhìn thấy Sở Phục Thịnh cố ý rút lui, bà ta liền quyết định tự mình ra tay, giết chết Tô Thương. Chìa khóa Đông phủ, giết hết cho ta. Tô Thương nhìn thấy như vậy. Hai ta liền đẩy về phía trước, chìa khóa Đông phủ liền xẹt qua hư không, bắn về phía Đỗ Hồng Cẩm. Bây giờ, Tô Thương khởi động huyết tế, lấy lại trạng thái sung sức, thôi động chìa khóa Đông phủ, có thể giết chết được Thiên Tông hậu kỳ. Đỗ Hồng Cẩm lại là Thiên Tông hậu kỳ, đương nhiên không có lực trở tay nào, trong chốc lát cơ thể liền bị chìa khóa Đông phủ xuyên thủng. Phịch, Đỗ Hồng Cẩm dừng ngay tại chỗ, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bà ta cúi đầu xuống nhìn cái lỗ bị đâm thủng ở ngay ngực của mình, mặt tràn đầy hoảng sợ nói, không, không thể nào, Tô Thương, mày. Chưa nói hết câu thì Đỗ Hồng Cẩm đã ngã xuống vũng máu, biến thành một xác chết. Sau khi giết chết Đỗ Hồng Cẩm, Tô Thương triệu hồi chìa khóa Đông phủ lại, để nó lơ lửng trên đầu của mình, hàng vạn ánh sáng chiếu xuống bao phủ hết người của anh. Giờ này phút này, Tô Thương với chìa khóa Đông phủ trên đỉnh đầu. Đang nhìn về phía Sở Phục Thịnh, trong mắt tràn đầy sát ý, thản nhiên nói, bây giờ, đến lượt ông. Phía bên kia, bên ngoài trang viên nhà họ Tô, ba người Thạch Hạo Hãn, Trương Trọng Ngu, Thạch Vân Phi thấy Tô Thương tế xuất chìa khóa của Đông Phủ giết chết Đỗ Hồng Cẩm trong nháy mắt, ai nấy cũng vô cùng chấn động. Đây là báu vật gì vậy, sao lại có sức mạnh to lớn thế kia? E rằng dù có là Thiên Tông cấp đỉnh phong đi nữa. Thì cũng phải đối phó cẩn thận mới được. Trương Trọng Ngu lẩm bẩm nói. Sau khi Thạch Hạo Hãn sợ hãi khi nhìn chìa khóa của Đông Phủ trên đỉnh đầu của Tô Tương, lập tức nói, nếu tôi không nhìn lầm thì vật này chính là thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành, đã nhận Tô Thương làm chủ. Thảo nào cậu ta lại dám đối mặt với thời kỳ cuối Thiên Tông? Có điều, bây giờ cậu ta đã vô cùng mạnh rồi. Đầu tiên là sử dụng bí thuật để nâng cao sức mạnh. Sau đó đưa toàn bộ sức mạnh vào trong báu vật thiên thạch ngoài vũ trụ tạo thành. Sau trận đấu đêm nay, chắc chắn cậu ta sẽ khô cạn khí huyết, cần ít nhất phải cần 3 tháng tu dưỡng. Thạch Hạo Hãn lẩm bẩm nói, mà nửa tháng sau hội võ Bách Tông sẽ tiến hành, như thế Tô Thương sẽ không có năng lực để tham gia.
phế vật dù sao cũng chỉ là phế vật, nếu bỏ lỡ hội võ Bách Tông lần này, thì Tô Thương cậu đây lấy cái gì để nổi danh thiên hạ? Dựa vào cái gì để gặp lại mẹ cậu? Năm đó cha cậu Tô Thần Binh tốt xấu gì cũng là vua của hội võ Bách Tông, tất cả thiên kiêu thời đại đó đều sợ hãi, ngay cả cha cậu mà cậu cũng không bằng. Thạch Hạo Hán lạnh lùng nói, anh Trương, hôm nay tới đây thôi, tôi đi trước đây. Anh Thạch, dù sao cũng tới rồi, ở lại xem xong rồi đi cũng không muộn. Trương Trọng Ngu cười khẽ nói. Tiếp theo không có có gì đáng coi cả. Tô Thương ở trạng thái này vẫn có thể điều khiển báu vật thiên thạch ngoài vũ trụ đánh ra một đòn cuối cùng, Sở Phục Thịnh chết là cái chắc. Kết cục đã được định trước, không cần xem tiếp làm gì nữa. Thạch Hạo Hãn trầm tư, lạnh lùng nói, hơn nữa, nếu ở lại thì tôi sợ mình nhìn không được sẽ giết chết hai cha con Tô Thương và Tô Thần Binh mất. Vân Phi, đi thôi, theo cha trở về vùng núi tế trời. Cha, con. Thạch Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói, con muốn tận mắt nhìn thấy Sở Phục Thịnh biến thành một cái xác. Tùy con. Thạch Hạo Hãn gật đầu, để một câu rồi biến mất, không có chút lưu luyến nào. Anh Thạch quả thật cố chấp, rõ ràng yêu thích Tô Thương lại làm bộ không quan tâm, bộ không mệt sao. Trương Trọng Ngu nhìn một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Thạch Hạo Hãn, vuốt chòm râu cười nói. Trương Thần Y, tính cách của cha tôi vẫn luôn như vậy. Cũng không phải ông mới ngày đầu tiên quen biết ông ấy. Thạch Vân Phi cười nói. Cái này cũng đúng. Trương Trọng Ngu cười khẽ, sau đó nhìn Thạch Vân Phi, an ủi nói, đại công tử, có một số việc sớm đã được định đoạt trước, đây là kiếp nạn phải trải qua, ý trời đã như thế thì cậu không cần để ý quá làm gì, cuộc sống sau này sẽ càng thêm tuyệt vời. Không phải châm ngôn có nói, nếu muốn sống một cuộc đời không có trở ngại thì phải biết nhắm mắt làm ngơ. Đừng quá quan tâm đến nhiều thứ. Thạch Vân Phi nghe vậy, khóe miệng nhịn không được khẽ co giật, biểu cảm có chút không được tự nhiên. Vốn dĩ ông ta đã không nghĩ đến chuyện mình bị lừa dối nữa, nhưng nghe Trương Trọng Ngu an ủi, trong lòng bỗng nhiên khẽ đau. Nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt, lại là trưởng bối, mà Thạch Vân Phi được giáo dục rất tốt, thế nên nói, cảm ơn Trương Thần Y, ông không cần lo lắng cho tôi đã bước ra khỏi bóng tối. Nói xong, Thạch Vân Phi đưa mắt nhìn Sở Phục Thịnh, trầm giọng nói, đêm nay giết Sở Phục Thịnh xong thì ân oán trong quá khứ sẽ được đặt dấu chấm hết. Đại công tử, cậu nghĩ được như vậy là tốt lắm rồi. Trương Trọng Ngu gật đầu, sau đó vuốt râu cười nói, đi thôi đại công tử, chúng ta vào trang viên để cảm nhận một chút thủ đoạn mạnh mẽ của Điện Chủ Dược Vương Điện tôi ở khoảng cách gần nào. Nhắc tới thân phận Điện Chủ Dược Vương Điện của Tô Dương, Trương Trọng Ngu thầm đắc ý. Thiên kiêu ưu tú như vậy làm điện chủ của mình, nghĩ tới là cảm thấy hăng hái. Trong tương lai Dược Vương Điện sẽ tràn đầy mong đợi. Sau đó, Trương Trọng Ngu và Thạch Vân Phi sải bước đi về phía trang viên nhà họ Tô. Cùng lúc đó, trang viên nhà họ Tô, Sở Phục Thịnh tận mắt chứng kiến Đỗ Hồng Cẩm bị đánh chết trong chớp mắt, lại cảm nhận được uy thế xung quanh Tô Thương, cho nên lập tức run sợ, sắc mặt biến đổi. Nhưng ông ta biết, bây giờ mà muốn trốn chạy cũng quá muộn rồi. Cho dù ông ta có trốn chạy thế nào thì chắc chắn cũng không thể tránh né báu vật trên đầu Tô Thương. Tô Thương, cậu muốn làm gì? Sở Phục Thịnh hỏi, muốn phân tán lực chú ý của Tô Thương để tìm cơ hội chuồn đi. Muốn giết ông? Tô Thương đang lo lắng nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa linh khí trong người anh đã hao hết, chỉ sợ sẽ tăng nhanh tốc độ huyết tế cắn trả. Thế cho nên anh không hề dừng lại dù một giây, lập tức tế xuất chìa khóa của Đông Phủ, gầm nhẹ, giết cho tôi. Bù! Chớp mắt, chìa khóa của Đông Phủ bắn ra, phát ra thiên uy sáng rực làm cho người ta sợ hãi. Đồng tử Sở Phục Thịnh nhanh chóng co rút lại, ông ta lập tức phản ứng lại nhưng không dám đối đầu, chỉ tung người né tránh. Phụt! Đáng tiếc, sự né tránh của Sở Phục Thịnh không có hiệu quả với chìa khóa của Đông Phủ. Cuối cùng ông ta vẫn bị xuyên thủng cơ thể. Nhưng lần này chìa khóa của Đông Phủ xuất hiện sai lệch, không hề xuyên qua trái tim Sở Phục Thịnh mà chỉ để lại một vết rách to bằng miệng chén trên bụng ông ta. Thế nên Sở Phục Thịnh không mất mạng ngay, mà chỉ ngã xuống đất, ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển chân khí phong bế miệng vết thương. Lúc này Sở Phục Thịnh đã mất đi năng lực chiến đấu, đang thoi thóp cố gắng bảo vệ tính mạng mà thôi. Quay về đây. Tô Thương thấy vậy. Giơ tay triệu hồi chìa khóa của Đông Phủ thu nó vào trong đầu,
sau đó sải bước đi tới trước mặt Sở Phục Thịnh, định tiêu diệt người này hoàn toàn. Bởi vì anh đã nhận ra, có người đang tới gần, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh. Cũng bởi vì như thế mà lúc nãy Tô Dương mới thay đổi ý định, không muốn dùng chìa khóa của Đông Phủ đối phó Sở Phục Thịnh và Đỗ Hồng Cẩm, anh sợ ngư bảng tương tranh, ngư ông đắc lợi. Vì nếu khi hai bên tranh chấp với nhau, bên thứ ba sẽ được lợi. Cho nên, lúc nãy Tô Thương mới định chạy trốn để duy trì sức mạnh trước. Nhưng Sở Phục Thịnh lại tự mình tìm cái chết, lấy người nhà Tô Thương ra uy hiếp Tô Thương, cho nên Tô Thương không thể nhịn được nữa, chỉ đành tế xuất chìa khóa của Đông Phủ. Bây giờ cũng đã tế xuất chìa khóa của Đông Phủ, nên Tô Thương muốn nhanh chóng giải quyết Sở Phục Thịnh, sau đó nghĩ cách đối phó với người ẩn nấp ở bên ngoài. Chờ một chút. Đúng lúc này, Thạch Vân Phi xuất hiện, vừa đi tới vừa ngăn Tô Thương lại. Cuối cùng vẫn tới. Ánh mắt Tô Thương khẽ động, trạng thái huyết tế cũng không hề biến mất, cho dù linh khí trong cơ thể đã khô cạn nhưng vẫn cố chống đỡ cơ thể, tránh bị nhìn ra sơ hở. Anh chăm chú nhìn Thạch Vân Phi, trầm giọng nói, ông là ai, cũng đến để giết tôi sao? Ha ha! Thạch Vân Phi đón nhận ánh mắt Tô Thương, trong mắt tràn ngập hiền hậu. Khẽ cười nói, tên nhóc kia, đừng có thù địch như vậy, tôi không phải kẻ địch của cậu. Tính toán cẩn thận thì tôi là cậu của cậu, là cậu ruột. Cậu sao? Nghe được lời của Thạch Vân Phi, Tô Thương nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu? Cậu nào? Nhiều năm vậy rồi, anh ấy chưa từng nghe nói qua mình có một người cậu. Ánh mắt Tô Thương lần nữa dừng trên người Thạch Vân Phi, vẻ mặt đề phòng. Nhịn không được nói bậy gì đó, rốt cuộc ông là ai? Cháu lớn thật rồi, tôi thật sự là cậu của cháu mà, mẹ cháu là Thạch Ngọc Yến, là em gái ruột của tôi. Thạch Vân Phi cười giải thích. Ha ha, Tô Thương nghe vậy, cười lạnh nói, này đồ lừa đảo, tin tức ông thu thập không chính xác rồi, mẹ tôi tên Giang Ngọc Yến, không phải Thạch Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến là tên giả, thật ra bà ấy họ Thạch, đến từ vùng núi Tế Trời. Là con gái của Sơn chủ Thái Sơn. Thạch Vân Phi không chê phiền phức giải thích cho anh. Vùng núi Tế Trời, Sơn chủ Thái Sơn. Tô Thương nghe được lời này, ánh mắt dần lạnh lẽo, lạnh lùng nói, kỹ xảo gạt người của ông kém quá rồi đấy, cực kỳ kém. Mấy ngày trước Thạch Hiên tới Tô Gia, muốn giết Tô Gia, cậu ta là người của vùng núi Tế Trời, hơn nữa còn là cháu của Sơn chủ Thái Sơn kia mà. Nếu mẹ tôi đến từ vùng núi Tế Trời, là con gái của Sơn chủ Thái Sơn, sao cậu ta lại ra tay với Tô gia hả? Tô Thương chất vấn, chuyện này nói ra phức tạp lắm, nhưng tôi không hề lừa cậu, cháu cậu lớn quá, cậu là cậu của cháu thật mà. Thạch Vân Phi cười khổ nói. Câm miệng. Ánh mắt Tô Thương lạnh nhạt, mặc dù linh khí trong cơ thể gần như đã hao hết, anh vẫn kiên cường nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Thạch Vân Phi nhận thấy địch ý từ Tô Thương. Bất đắc dĩ vô cùng, không biết nên làm gì để chứng minh thân phận của mình. Điện chủ. Đúng lúc này, Trương Trọng Ngô trên không bay đến, vững vàng dừng giữa Tô Thương và Thạch Vân Phi. Ngược lại, Trương Trọng Ngô đối mặt với Tô Thương, khom lưng ôm quyền nói, thuộc hạ Trương Trọng Ngô, thành viên của Dược Vương Điện, ra mắt điện chủ. Mạnh quá. Tô Thương nháy mắt chuyển tầm nhìn về phía Trương Trọng Ngô, trong lòng thập phần khiếp sợ. Lúc trước anh chỉ nhận ra sự tồn tại của Thạch Vân Phi thôi, không ngờ, trong bóng tối còn có một người nữa. Thực lực người này sâu không lường được, chắc chắn mạnh hơn Thiên Tông cấp đỉnh phong. Có điều, hơi thở ông ta có chút quen thuộc, đêm đó ở Y Vân Sơn Trang, cường giả nấp trong bóng tối, hẳn là ông ta. Tô Thương nhìn Trương Trọng Ngô, thầm nghĩ, ông ta xuất thân từ Dược Vương Điện, lần trước mình có thể cảm giác được sự tồn tại của ông ta. Là vì lúc ấy ông ta thả hơi thở thăm dò mình, hôm nay ông ta vẫn luôn che giấu, mình liền không phát hiện ra. Trương Trọng Ngô, Trương Nhược Mộc, người này 89 phần 10 là truyền nhân của Y Thánh Trương Trọng Cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Thương trong lòng kiên định hơn nhiều, Trương Trọng Ngô này lúc ở Y Vân Sơn Trang không hề ngăn cản tôi làm điện chủ Dược Vương Điện, cho thấy ông ta tán thành tôi. Một khi đã như vậy, ông ta tất nhiên sẽ bảo vệ tôi chu toàn. Đêm nay có ông ta ở đây, không ai có thể động vào tôi cả. Nghĩ đến đây, Tô Thương tự tin 10 phần, tính tình rất khó nắm bắt, gật đầu nói, Trương Trọng Ngô đúng không, ông có quan hệ gì với Trương Nhược Mộc? Hồi bẩm điện chủ,
Nhược Mộc là hậu bối chí thân của tôi, cậu ta muốn gọi tôi một tiếng lão tổ tông. Trương Trọng Ngu nói đúng sự thật. Xem ra bối phận của ông rất cao. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó lạnh lùng nói, không nói mấy lời vô nghĩa nữa, nếu ông đã biết thân phận của tôi rồi, gọi tôi là điện chủ, vậy phải nghe theo phân phó của tôi. Bây giờ, tôi muốn ông giết hai người kia cho tôi, tránh để lại hậu họa. Nói xong, ánh mắt Tô Thương đảo qua Thạch Vân Phi và Sở Phục Thịnh. Sở Phục Thịnh đương nhiên phải chết, có điều, điện chủ, không thể giết Thạch Vân Phi được. Trương Trọng Ngu cười khổ nói, bởi vì, ông ta thật sự là cậu ruột của ngài, điểm này không thể nghi ngờ, tôi có thể làm chứng. Hả? Tô Thương thấy vậy, có chút tin tưởng, địa vị Trương Trọng Ngu như thế cơ mà, sẽ không lấy chuyện này lừa anh. Chẳng lẽ, Thạch Vân Phi trước mắt này, thật sự là cậu anh sao? Mà mẹ anh, là con gái của Sơn chủ Thái Sơn. Nhưng nếu như thế, vì sao Thạch Hiên kia lại dẫn người tới Giang Bắc, ý định hủy diệt Tô gia? Tô Thương nhíu mày, nhất thời trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cháu trai lớn. Thạch Vân Phi đương nhiên nhìn ra nghi ngờ của Tô Thương, liền giải thích, như vừa rồi tôi đã nói với cháu đấy, chuyện này tương đối phức tạp. Nói đơn giản hơn, cha cậu Tô Thần Binh và mẹ cậu Thạch Ngọc Yến kết duyên, không được Sơn chủ Thái Sơn chấp thuận. Năm đó Tô Thần Binh trộm đưa em gái Thạch Ngọc Yến của cậu đi, biến mất suốt 17 năm trời. Thạch Vân Phi nói tiếp, cha cậu, cũng chính là ông ngoại cháu, Sơn chủ Thái Sơn Thạch Hảo Hán, từ khi còn nhỏ ông ta đã rất yêu thương mẹ cháu rồi, thậm chí còn bồi dưỡng mẹ cháu thành người thừa kế của vùng đất tế trời. Mẹ cháu cũng chẳng chịu thua kém, thiên phú võ đạo kinh tài tuyệt diễm, là áp lực của cả một thời đại. Nhưng 17 năm sau, lúc vùng núi tế trời lần nữa tìm được mẹ cháu, bà ấy mất hết chân khí, trở thành người thường, điều ấy khiến ông ngoại cậu tức điên, lúc đó chỉ muốn giết chết Tô Thần Binh và cháu. Thạch Vân Phi tiếp tục nói, tuy nhiên, mẹ cháu đau khổ cầu xin, lấy cái chết đe dọa, cuối cùng ông ngoại cháu mới thủ hạ lưu tình, tha cho Tô ra, đưa mẹ cháu đi, hơn nữa còn hạ lệnh, cấm bất luận kẻ nào của Thái Sơn tới Tô ra gây rắc rối. Chờ một chút. Nghe đến đó, Tô Thương có chút kích động, nhịn không được hỏi, vừa rồi ông nói, Sơn chủ Thái Sơn mang mẹ tôi đi, nói cách khác, mẹ tôi, bà ấy còn sống. Không sai, Thạch Vân Phi gật đầu nói, hiện giờ Ngọc Yến đang ở vùng núi tế trời. Tốt quá rồi. Tô Thương vui mừng khôn xiết, mặt toát ra vẻ vui sướng. Mẹ chưa chết, chưa chết. Ha ha, nhớ lại bộ dáng ôn nhu hiền thục của mẹ. Khóe miệng Tô Thương nhìn không được cong lên. Có điều anh bình tĩnh lại rất nhanh, tầm mắt nhìn về phía Thạch Vân Phi, nhàn nhạt nói, những lời ông mới nói, tôi tạm thời tin, nhưng vùng núi tế trời mấy người, cuối cùng vẫn phái người tới Giang Bắc, mấy hôm trước, cha tôi và ông tôi thiếu chút nữa bị giết chết rồi, món nợ này, định tính thế nào hả? Ai? Thạch Vân Phi nghe vậy, thở dài một hơi nói, cháu trai lớn à, Thạch Hiên không hề bị ai bày mưu đặt kế cả. Nó tới Giang Bắc, hoàn toàn là chủ ý của chính nó, không liên quan gì tới vùng núi tế trời cả. Ồ, Tô Thương nửa tin nửa ngờ, chăm chú nhìn Thạch Vân Phi, chất vấn, ông là con trai của Sơn chủ Thái Sơn phải không? Vậy Thạch Hiên kia, là cháu Sơn chủ Thái Sơn, ông với Thạch Hiên có quan hệ gì, cậu cháu? Hay là cha con? Nó, vẻ mặt Thạch Vân Phi có chút thống khổ, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng thở dài nói, nó đã gọi tôi là ba hơn 20 năm rồi. Nói vậy thì hai người là cha con nhỉ? Tô Thương híp mắt, lạnh lùng nói, vậy ông hẳn đã biết, Thạch Hiên bị tôi giết rồi. Tôi giết con trai ông còn gọi tôi là cháu trai lớn, còn muốn làm cậu tôi. Tô Thương nhướng mày. Chuyện này, ánh mắt Thạch Vân Phi dừng trên người Sở Phục Thịnh đang khoanh chân đả tọa, nghiến răng nghiến lợi nói, cháu trai lớn, cậu có điều không biết. Thạch Hiên kia, thật ra không phải con tôi, vậy mà lại nuôi lớn con người khác. Có ý gì, Tô Thương nhíu mày. Thạch Vân Phi có chút khó mở miệng, dù sao thì ông ta không muốn để hậu bối biết chuyện kinh khủng mình đã trải qua, quá mất mặt. Điện chủ. Lúc này, Trương Trọng Ngu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiến lên giải thích, là thế này, cậu của cậu, Thạch Vân Phi đổ vào đó. Người phụ nữ ngài vừa giết kia, là Đỗ Hồng Cẩm. Bà ta là mẹ đẻ Thạch Hiên. Còn gã đàn ông trung niên bị ngài đánh trọng thương kia, tên Sở Phục Thịnh, là tình nhân của Đỗ Hồng Cẩm.
Trương Trọng Ngu nhìn thi thể Đỗ Hồng Cẩm, lại chỉ tay về phía Sở Phục Thịnh, sau đó nói tiếp, năm đó, trước khi Đỗ Hồng Cẩm gả cho cậu của cậu, đã cặp kè với Sở Phục Thịnh, hơn nữa còn mang thai con của Sở Phục Thịnh. Cậu của cậu không biết chuyện này, liền cưới Đỗ Hồng Cẩm đang mang thai. Trương Trọng Ngu mặt đầy nghiêm túc, tiếp tục nói, nhưng thực tế mà nói, cậu của cậu rất thích làm cha đó. Mấy năm nay ông ta cho rằng Thạch Hiên là con ruột của mình, quan tâm săn sóc, yêu thương chiều chuộng Thạch Hiên vô cùng, nhưng hôm nay lại phát hiện ra Thạch Hiên chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với ông ta cả, mà là sản phẩm do Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh tăng tiệu với nhau. Nói tới đây, Trương Trọng Ngu thở dài một hơi, ai, cậu của cậu cũng là một người đáng thương, nuôi con của người khác, đáng thương quá. Trương Thần Y nói thẳng như thế à? Sắc mặt Thạch Vân Phi bên cạnh đen xì, nghiến răng nghiến lợi nói, ông không thể nói nhẹ hơn một chút được à, cớ sao phải nói trực tiếp vậy hả, tôi còn đứng ở đây này, có thể suy xét chút đến cảm nhận của tôi được không hả? Khụ khụ. Trương Trọng Ngu sờ lên mũi, vội vàng im miệng ngay, không nói nhiều lời nữa. Tô Thương nghe đến những chuyện này, không nhịn được cười, không ngờ lại còn có loại chuyện này nữa sao? Đổ vỏ hả? Còn ngậm đắng nuốt cay nuôi hơn 20 năm, quả thực là quá thảm hại. Cháu trai. Lúc này, Thạch Vân Phi lúng túng nói, tình hình đại khái đúng như lời Trương Thần Y nói. Mặc dù Thạch Hiên không phải con trai cậu, nhưng dù sao cậu cũng nuôi nó nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút tình cảm. Cậu không biết nên xử lý nó thế nào, cháu giết, thì cũng đã giết rồi, coi như trên đời chưa từng có con người này. Nói đến đây, có thể rõ ràng nhìn ra, Thạch Vân Phi có một chút bi thương. Con người chứ không phải cỏ cây, ai có thể vô tình được chứ? Đừng nói đến con người, dù là nuôi một con mèo lâu năm cũng sẽ có tình cảm. Nhưng mà Thạch Hiên, dù sao cũng là tạp chủng, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không thì mặt mũi của vùng núi tế trời biết để vào đâu được chứ? Đúng như Thạch Vân Phi từng nói, đã giết rồi thì thôi. Cậu, Tô Thương nhìn thấy cảm xúc của Thạch Vân Phi như đang suy sụp, nhất thời có chút đáng thương Thạch Vân Phi, thế là chịu chấp nhận người cậu này. Rồi mở miệng an ủi, chắc chắn cậu không chỉ có một người con nối dõi mà thôi đâu nhỉ, cũng không cần thiết phải thương tâm vì một người ngoài. Ha ha, đúng vậy. Thạch Vân Phi nghe vậy, thoải mái cười to, cậu còn có ba người con trai, mặc dù thiên phú luyện võ không giỏi, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời, cháu trai, cháu đây mới thật sự là an ủi người khác, so với một số người còn có tác dụng hơn nhiều. Nói xong, Thạch Vân Phi lườm Trương Trọng Ngu một cái. Giống như có thành kiến vậy. Trương Trọng Ngu giả vờ như không thấy, ngại ngùng cười không thành tiếng. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn Sở Phục Thịnh, ánh mắt lạnh lùng nói cậu, cậu tránh ra trước đã, người này đột nhập vào nhà họ Tô, có ý đồ giết cháu tuyệt đối không thể giữ lại được, cháu giết ông ta trước, sau đó chúng ta mới từ từ nói chuyện. Cháu trai. Thạch Vân Phi nghe vậy, cùng lúc đó nhìn về Sở Phục Thịnh. Toàn thân chân khí cuồn cuộn, lạnh lùng nói, người này, giao cho cậu đi. Ông ta hại cậu xấu hổ, cướp người phụ nữ của cậu, khiến cho cậu hơn 20 năm trao nhầm tình thương của cha, cậu muốn tự tay giết chết ông ta. Được, Tô Thương gật gật, cũng không từ chối. Cảm ơn. Thạch Vân Phi chắp tay, sau đó xoay người đi đến trước mặt Sở Phục Thịnh, nghiêm túc nói, Sở Phục Thịnh, mày vẫn còn đang phong tỏa mạch máu sao? Xem ra mày vẫn còn muốn sống tiếp, đáng tiếc, tao không thể để mày sống. Anh Thạch. Sở Phục Thịnh mở to mắt, yếu ớt nói, đừng giết em, chuyện năm đó, không liên quan đến em, muốn trách thì trách Đỗ Hồng Cẩm. Là cô ta dụ dỗ em trước, em nhất thời chịu không được mới phạm phải sai lầm lớn đó. Sở Phục Thịnh cực kỳ sợ hãi, nói tiếp, sau khi hai người kết hôn, cũng là do cô ta vụng trộm đến tìm em. Muốn cùng em nối lại duyên phận. Đối mặt với người yêu cũ, em căn bản không thể giữ mình được, vì thế mới cùng cô ta quan hệ lén lút nhiều năm như vậy. Anh Thạch, tất cả mọi người đều là đàn ông, anh chắc là sẽ hiểu cho em phải không? Sở Phục Thịnh cầu khẩn, van xin anh đừng có giết em cam kết sẽ không nói chuyện này ra, đảm bảo giữ lại thể diện cho vùng núi tế trời, không cho bất kỳ ai biết chuyện em và tên bị ổi Đỗ Hồng Cẩm kia quan hệ bất chính với nhau. Hai người. Thạch Vân Phi nghe nói như vậy, lại càng tức giận hơn, khuôn mặt u ám nói, vốn dĩ tao chỉ cho rằng,
mày theo Đỗ Hồng Cẩm là do trước khi kết hôn đã phạm phải sai lầm, tao không ngờ rằng, sau khi tao và Đỗ Hồng Cẩm kết hôn với nhau, bọn mày vẫn còn thường xuyên hẹn hò nữa sao? Chẳng trách Đỗ Hồng Cẩm không muốn sinh con cho tao nữa, chẳng trách mỗi tháng cô ta đều sẽ đi khỏi vùng núi tế trời, chẳng trách cô ta không chủ động cố gắng vun đắp tình cảm với tao, ngược lại mỗi lần tao tìm cô ta đều tìm đủ loại lý do để từ chối. Hóa ra các người. Ha ha ha. Được. Nói đến đây, Thạch Vân Phi giống như điên cuồng, giận không kìm được mà nhìn chằm chằm vào Sở Phục Thịnh, nghiêm túc nói, chó má, tao muốn mày chết không được yên thân. Thạch Vân Phi. Sở Phục Thịnh đã nhìn ra, sát ý nồng nặc của Thạch Vân Phi đối với mình, ông ta không hề cầu xin tha thứ nữa mà ngược lại, còn khinh thường nói, đúng, tao đã ngủ với vợ của mày thì sao chứ, cái đồ phế vật mày, ở trước mặt tao mà kiêu ngạo cái gì. Nếu không phải tao bị Tô Thương đánh bị thương, mày cảm thấy mày có tư cách làm đối thủ của tao hay sao? Giọng nói của Sở Phục Thịnh lạnh lùng, hừm, nếu như mày là một thằng đàn ông, Thạch Vân Phi, mày nên chờ khi vết thương của tao lành hẳn, chúng ta công bằng đấu với nhau, bây giờ lợi dụng lúc tao gặp nạn, tao xem thường. Phù! Sở Phục Thịnh đang nói, Thạch Vân Phi liền ra tay, chân khí trong lòng bàn tay ngưng tụ, giống như một lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp phá nát cổ của Sở Phục Thịnh. Chưa nói xong, Sở Phục Thịnh đã ngã ngay xuống đất, lập tức biến thành một cái xác. Tô Thương là cháu trai tao, nó đánh mày bị thương, tao ra tay kết thúc, có gì là không thể chứ? Thạch Vân Phi khinh thường nhìn thoáng qua cái xác Sở Phục Thịnh, lẩm bẩm nói, còn nữa, dù là có công bằng cạnh tranh, mày cũng không phải đối thủ của tao, nhưng tao không muốn để mày sống lâu, dù là một giây thôi, tao cũng không muốn để mày được sống. Sau khi xóa sổ Sở Phục Thịnh, Thạch Vân Phi nhìn Tô Thương, thản nhiên cười nói, cháu trai, chuyện hôm nay, cảm ơn cháu đã giúp cậu giải quyết đôi nam nữ chó má này. Cậu khách sáo quá, họ muốn đến giết cháu, cũng chính là kẻ thù của cháu. Tô Thương khẽ cười nói, cho dù thế nào đi nữa, cháu đã giúp cậu một chuyện, coi như cậu nợ cháu một ân tình. Thạch Vân Phi sảng khoái cười nói, chờ khi cháu đến vùng núi tế trời, cậu mời cháu uống rượu. Ha ha, được. Tô Thương cười cười, sau đó đổi giọng nói cậu, 5 năm nay, mẹ cháu ở vùng núi tế trời, sống như thế nào? Cô ấy, Thạch Vân Phi thở dài một hơi nói, ai ya, Ngọc Yến tình tình bướng bỉnh, đã bị cấm túc suốt 5 năm trời, lại không muốn khuất phục cha, suốt ngày chỉ đợi trong phòng, cậu đã rất lâu rồi không thấy cô ấy cười. Cái gì? Cấm túc? Tô Thương nhất thời thở gấp, cắn răng hỏi, Thạch Hạo Hán, sao phải cấm túc mẹ cháu? Mẹ cháu đã làm sai chuyện gì chứ? Hỗn láo, cái tên Thạch Hạo Hán là để cháu gọi sao? Ông ấy là ông ngoại cháu, không biết lớn nhỏ sao? Thạch Vân Phi nghiêm khắc trách. Ông ngoại. Tô Thương cười lạnh nói, ha ha, có một số việc cháu đã nghe qua, ông ta cưỡng ép mẹ cháu rời khỏi Giang Bắc, chia rẽ một nhà ba người chúng cháu, ông ta mà tính là ông ngoại gì chứ? Ai ya! Ánh mắt nghiêm khắc của Thạch Vân Phi đã biến mất, sau đó lại thở dài nói, tất cả những hành động và việc làm của cha cháu đã làm thay đổi cả một gia đình vốn dĩ đang rất bình thường, chuyện này quả thực là rất quá đáng mà. Có điều, vùng núi tế trời là một trong 3 thế lực lớn trong giới luyện võ, Ngọc Yến là người được cha cẩn thận chăm sóc để trở thành người nối nghiệp, trách nhiệm của cô ấy là cực kỳ quan trọng. Thạch Vân Phi nhìn Tô Thương, khuyên nhủ, nói chung, có nhiều chuyện bây giờ không tiện nói ra. Nhưng ông ngoại của cháu cũng không phải là lòng dạ sắt đá gì, ông ấy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng lại có trái tim rất ấm áp, Tô Thương, cháu cũng đừng hận ông ấy nữa. Cháu lười ôm hận vào người lắm. Tô Thương lộ vẻ không vui, sau đó nói cậu, cháu muốn gặp mẹ, cậu có thể sắp xếp cho cháu gặp mẹ được không, càng nhanh càng tốt. Chuyện này thì sợ không được. Thạch Vân Phi lắc đầu nói, cha đã ra lệnh xuống, ngoại trừ người trong nhà ra. Bất kỳ ai cũng không được đến gần Ngọc Yến. Tô Thương nhíu mày nói, Giang Ngọc Yến, Thạch Ngọc Yến là mẹ cháu chẳng lẽ là người ngoài sao? Cha bây giờ vẫn chưa chấp nhận cháu, hiện tại ông ấy không thừa nhận cháu là cháu ngoại. Thạch Vân Phi cười khổ, vì thế, đối với vùng núi tế trời mà nói, cháu chính là người ngoài. Nhưng mà cháu trai à, cậu đã chấp nhận cháu rồi, cháu thiên phú mạnh mẽ như thế. Tương lai thành công không thể đoán trước được, đợi thêm một thời gian nữa,
chờ cha nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nhận lại cháu thôi. Thạch Vân Phi an ủi. Không thừa nhận đứa cháu ngoại này sao? Ha ha! Thạch Hạo Hãn! Ông cưỡng ép đưa mẹ tôi đi, giam lỏng bà ấy, chia rẽ một nhà ba người chúng tôi. Tôi có chịu nhận ông hay không, tôi còn chưa quyết định, ông ngược lại còn gây khó dễ nữa sao? Tô Thương trong lòng cười lạnh lùng, đối với cái người gọi là ông ngoại này, anh ấy cũng không có thiện cảm gì được rồi, cháu trai. Lúc này, Thạch Vân Phi nói ra, đêm nay đã trải qua nhiều chuyện rồi, cậu cần yên tĩnh một mình, cháu cưỡng ép mình để nâng cao thực lực như thế, giết chết Đỗ Hồng Cầm, làm bị thương Sở Phục Thịnh, cơ thể chắc chắn cũng chịu không nổi rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây được rồi. Giờ cậu đi trước, cậu sẽ nhìn thái độ ông ngoại cháu, chờ khi ông ấy không tức giận như vậy nữa, cậu sẽ là trung gian, mời cháu đến vùng núi tế trời. Tạm biệt. Thạch Vân Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó xoay người định rời đi. Chờ một chút. Tô Thương nhìn thoáng qua hai cái xác dưới đất, mở miệng nói cậu, hai cái xác này xử lý thế nào? Tùy cháu, không liên quan đến cậu, tốt nhất là đem chúng nghiền thành tro, chết không toàn thây. Thạch Vân Phi nói một câu, sau đó cơ thể nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ha ha, chuyện này đơn giản. Thục Phân, không thể không nói rằng mày thật có lộc ăn đó nha, hai vị thiên tông hậu kỳ, chậc chậc chậc. Tô Thương cười cười, sau đó suy nghĩ một chút, liền đem xác của Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh, thu vào vòng tay lưu trữ. Điện chủ, thủ đoạn được lắm. Cảnh này, bị Trương Trọng Ngu thấy được, lão thần y mặt mũi tràn đầy cung kính, sau đó hỏi, điện chủ, vòng tay trên tay cậu, chắc là không gian khép kín, có thể chứa đựng đồ vật sao? Tô Thương không phủ nhận, thản nhiên nói, ông không thấy ngạc nhiên sao? Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, có điều chí bảo này, tôi may mắn từng gặp qua rồi. Trương Trọng Ngu vuốt vuốt râu, cười nói, vật này gọi là tu di nạp giới, sản phẩm của hơn 2.000 năm trước, của những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần. Cùng với sự diệt vong của những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, những thế hệ sau không ai có thể luyện chế ra được loại này hết, mà thế hệ sau lưu giữ lại tu di nạp giới, vốn đã ít lại càng ít hơn. Trương Trọng Ngu nói tiếp, tôi đã sống nhiều năm như vậy, chứng kiến rất nhiều lịch sử, nhưng tu di nạp giới, tôi chỉ mới thấy có 7 người có, mỗi người bọn họ đều là nhân vật lớn thủ đoạn phi thường. Điện chủ, cậu có thể kế thừa cái tu di nạp giới này, lại nắm giữ một chí bảo khủng khiếp, chắc chắn lai lịch của cậu, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trương Trọng Ngu nhìn qua Tô Thương, khẽ cười nói, điện chủ, tôi nói đúng không? Tu di nạp giới. Sản phẩm hơn 2.000 năm. Thật ngại quá đi. Thứ này là tôi đã luyện chế từ mấy ngày trước. Khoảng nửa tháng trọng sinh rồi, mặc dù chưa gặp qua người tu chân ở trái đất, nhưng ở trái đất lại có một số dấu vết, chứng minh ở trái đất có tồn tại người tu chân. Có lẽ người luyện khí tiền tần trong miệng Trương Trọng Ngu, chính là người tu chân. Giờ phút này, Tô Thương âm thầm tính toán, chỉ là sau này, người tu chân hoàn toàn biến mất, đồng thời lại sản sinh ra người luyện võ, có lẽ là thế. Lúc trước, Tô Thương ở chợ đen Cửu Môn, khi ở trước mặt mọi người sử dụng phù lục để xóa sổ cắt bình, có người bàn tán, nói cái gì mà thượng cổ phù lục. Hơn nữa, mấy ngày trước lúc Hoa Thời Mạc dùng cổ đan dược để cứu sống mình, dược liệu thần kỳ như thế, tất nhiên không phải thầy thuốc bình thường có thể luyện chế được. Còn chìa khóa của Đông Phủ, thứ này khắp nơi tiết lộ ra, cái gọi là Đông Phủ, chẳng lẽ lại là một phủ đệ nào đó của một vị cường giả trong số những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần. Tất cả những điều này, bây giờ mình không thể biết hết được, thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, phải tự mình kiểm chứng mới được. Lúc này, Tô Thương đón nhận ánh mắt Trương Trọng Ngu, cũng không phủ nhận, mà chính là ra vẻ cao siêu nói ra, không hổ danh là trụ cột của Dược Vương Điện, quả nhiên là có mắt nhìn. Ông đoán không sai, tôi chính xác là có bối cảnh. Trương Trọng Ngu thực thâm sâu khó lường, Tô Thương chưa từng tiếp xúc nhiều với người này, không biết người này có mục đích gì khác không, nên mới phải nói theo ông ấy, để ông ấy nghĩ rằng mình có chỗ dựa rất mạnh, như vậy vô hình dung lại có thể làm ông ấy khiếp sợ. Quả nhiên, Trương Trọng Ngu không nghi ngờ Tô Thương, nhịn không được mà hỏi, điện chủ, xin hỏi cậu đến từ môn phái nào, sư phụ của cậu là ai? Có thể bồi dưỡng được một người ưu tú tài giỏi như cậu đây, sư phụ của cậu chắc chắn là một nhân vật lớn lừng lẫy lắm. Ha ha!
Tô Thương chăm chú nhìn Trương Trọng Ngu, lộ ra một nụ cười sảng khoái, sau đó thâm sâu khó lường mà nói, Trương Trọng Ngu, tên của sư phụ tôi dám nói, ông dám nghe sao? Nghĩ cho kỹ trước khi trả lời tôi, ông dám nghe sao? Mặc dù Tô Thương chỉ nhìn như mới 20 tuổi, nhưng trong cơ thể anh ấy, lại là một lão quái vật sống 10 vạn năm rồi. Nếu so sánh, Trương Trọng Ngu gần 200 tuổi, thì không tính là cái gì cả, về mặt khí chất, ông ấy cũng bị Tô Thương đè chết rồi. Chuyện này, Trương Trọng Ngu dừng một chút, sau khi đấu tranh một lúc, vội vàng lắc đầu nói, điện chủ, thuộc hạ không nghe, là thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ không nên nhiều lời, xin cậu trách phạt. Trách phạt thì thôi đi, nhớ kỹ, lần sau không nên hỏi nhiều, nếu như ông biết quá nhiều, thì đối với ông cũng không phải chuyện tốt. Tô Thương trầm giọng nói. Vâng. Trương Trọng Ngu kinh sợ, vội vàng trả lời, đâu còn cái thần thái của một vị tiền bối cao nhân nữa. Ép bức thành công. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó nhớ ra một số việc, liền nói, Trương Trọng Ngu, Thạch Hiên và Đoàn Tứ Hải chết ở Giang Bắc. Chuyện này vùng núi tế trời có thể điều tra ra được, có điều, họ cũng rất khó để biết được Tô Huyền Thiên đã giết hai người này, càng không thể biết được, Tô Thương tôi cũng là Tô Huyền Thiên, chuyện này là do ông nói cho họ biết sao. Điện chủ sáng suốt, Trương Trọng Ngu giải thích nói, đêm đó ở Vân Sơn Trang, tôi sau khi biết rõ được ý của cậu, đã lập tức đi về vùng núi tế trời, gặp Sơn chủ Thái Sơn, nói rõ với ông ấy mọi chuyện. Bởi vì Thạch Hiên cũng không phải cháu trai ruột của ông ấy, vì thế hóa giải chuyện này cũng không phải là việc khó. Chỉ có điều, ân oán giữa cha của cậu là Tô Thần Binh và Sơn chủ Thái Sơn, khó mà hóa giải, tôi chỉ có thể từ đó mà hòa giải, miễn cưỡng thuyết phục Sơn chủ Thái Sơn, việc này xem như kết thúc rồi. Trương Trọng Ngu nói tiếp, nhưng mà sau này, mẹ của Thạch Hiên là Đỗ Hồng Cẩm, lại hỏi thăm tình hình từ chỗ Sơn chủ Thái Sơn. Sơn chủ Thái Sơn liền muốn dò xét thử cậu một chút, vì thế mới nói tất cả mọi chuyện cho Đỗ Hồng Cẩm nghe. Sau đó, Đỗ Hồng Cẩm lại tìm được người tình sở Phục Thịnh của cô ta, vì thế mới có cục diện ngày hôm nay. Thì ra là thế. Tô Thương nghe vậy, lạnh lùng nói, Thạch Hảo Hán, hừm, ông giam lỏng mẹ tôi, còn chỉ đường cho Đỗ Hồng Cẩm và sở Phục Thịnh đến giết tôi, ha ha ha, ông được lắm. Điện chủ, ông ấy chỉ là thăm dò mà thôi. Đêm nay ông ấy cũng bí mật ở một nơi nào đó gần đây, nhìn cậu không những tiêu diệt Đỗ Hồng Cẩm, mà còn có năng lực xóa sổ sở Phục Thịnh, sau đó ông ta mới rời đi. Trương Trọng Ngu nói tốt cho Thạch Hảo Hãn, thực ra, Sơn chủ Thái Sơn chỉ là ngoài miệng không nói, nhưng thực tế vẫn rất tán thưởng cậu. Tôi không cần ông ta tán thưởng. Ánh mắt Tô Thương run lên, trầm giọng nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi muốn dùng chính thực lực của mình, đánh vào vùng núi tế trời. Đi gặp mẹ tôi, cứu mẹ tôi ra. Trương Trọng Ngu nghe nói vậy, trong lòng bỗng nhiên có suy nghĩ, biết thời cơ đến rồi nên liền nói ra, điện chủ, Sơn chủ Thái Sơn có lời muốn tôi chuyển đến cậu. Lời gì, Tô Thương nhíu mày. Trương Trọng Ngu nói, ông ấy nói, chỉ cần cậu có thể đứng đầu tại đại hội võ thuật của Trăm Tông Phái, ông ấy sẽ cho phép cậu đến vùng núi tế trời gặp mẹ. Đại hội võ thuật của Trăm Tông Phái. Tô Thương nhíu mày. Lộ ra vẻ như lần đầu tiên nghe nói đến cái này. Điện chủ, là như vậy. Trương Trọng Ngu giải thích nói, các môn phái lớn trong giới võ thuật, cứ cách 5 năm một lần, sẽ tổ chức một giao đấu công khai, người thắng có thể nhận được rất nhiều giải thưởng, hễ mà là các thiên tài từ 40 tuổi trở xuống của các tông phái thuộc giới võ thuật đều có thể tham gia. Bao năm qua, danh hiệu đệ nhất anh tài trẻ tuổi của Đại hội Võ thuật trăm môn phái đều thuộc về ba đại thế lực đỉnh đầu. Đó là vùng đất tế trời, vùng đất giữa núi và biển, vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Trương Trọng Ngu lại nói tiếp, bởi vậy, Đại hội Võ thuật trăm môn phái dần trở thành nơi để ba đại thế lực đó tới để khoe khoang các thiên tài của mình. Đây cũng là một thủ đoạn uy hiếp các môn phái khác của các đại tông phái. Dù sao có thể trấn áp quần hùng, đạt được vị trí đệ nhất mà nói thì cũng hoàn toàn xứng đáng với thiên tài đỉnh thiên, tiền đồ sau này không có giới hạn. Lớn mạnh rồi thì nắm giữ một phương trời cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trương Trọng Ngu nhìn Tô Thương khẽ cười nói, Sơn chủ Thái Sơn sở dĩ căm hận cha của cậu, nguyên nhân chủ yếu là vì cha của cậu đã hại mẹ của cậu mất hết chân khí, trở về làm một người bình thường. Mẹ của cậu là một thiên tài đỉnh phong do ông ta bồi dưỡng ra,
nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai sẽ kế thừa vùng đất tế trời, trở thành Tân Sơn chủ của núi Thái Sơn. Nhưng tất cả đều bị cha của cậu phá hỏng hết, cho nên Sơn chủ Thái Sơn mới tức giận như vậy. Trương Trọng Ngô cười nói, ông ta đã nói rõ với tôi rồi, nếu như muốn ông ta tiếp nhận cậu thì nhà họ Tô phải trả lại cho ông ta một thiên tài sánh ngang với Ngọc Yến. Vì vậy, điện chủ, chỉ cần cậu có thể chiến thắng ở đại hội võ thuật trăm tông phái, đè bẹp hết tất cả thiên tài trong thiên hạ thì Sơn chủ núi Thái Sơn mới thừa nhận cậu. Trương Trọng Ngô nói, kể từ đó, cậu đương nhiên có thể tiến vào vùng đất tế trời, gặp lại mẹ của cậu, thậm chí còn có cơ hội ngồi vào vị trí Sơn chủ Thái Sơn, quản lý Thái Sơn. Vậy sao? Tô Thương hiểu rõ rồi, nhưng biểu cảm không hề có chút thay đổi gì, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái, nhưng tôi không cần Thạch Hạo Hán tiếp nhận tôi, ông ta không có tư cách thừa nhận tôi. Tôi tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái chỉ để chứng minh bản thân của tôi, chứ không phải phô trương mình để nhận được sự thừa nhận của ông ta, tôi không có thấp hèn như vậy. Mắt Tô Thương sáng rực như đuốc, trầm giọng nói, về phần vùng đất tế trời, hừ, nếu như ông ta u mê không tỉnh ngộ, tiếp tục giam lỏng mẹ tôi, thì qua một thời gian nữa, tôi sẽ khiến cho thế lực lưu truyền mấy ngàn năm này biến mất khỏi giới luyện võ. Trong lúc nói thì quanh thân Tô Thương tản ra một luồng khí thế tự tin có thể nắm giữ cả thiên hạ, trong giọng nói tràn đầy mùi vị tự tin chắc thắng. Chuyện này, Trương Trọng Ngô ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt nhất thời ngây ngốc cả ra, ngạc nhiên nhìn Tô Thương. Chí khí còn cao hơn trời. Hoài bão thẳng tới trời xanh. Trẻ tuổi, anh tài như thế, thật khó thấy mà. Trong nháy mắt, lòng tán thưởng của Trương Trọng Ngô đối với Tô Thương tăng lên gấp bội. Ông ta cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đầu mình đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác. Mấy ngày trước, ở Sơn Trang Y Vân, Trương Trọng Ngô cũng có chút do dự. Mặc dù lão môn chủ của Thiên Cơ Môn đã bói ra được thiên cơ, nói với ông ta rằng Tô Huyền Thiên chính là người sẽ thay đổi cục diện của Dược Vương Điện. Nhưng mà, Tô Huyền Thiên quá ngông cuồng, vậy mà lại dám bức ép cháu trai Trương Khổ Mộc của mình từ chức, lời nói lại vô cùng hung hăng càn quấy. Cho nên, Trương Trọng Ngô đã từng có ý nghĩ sẽ giết chết Tô Huyền Thiên, để bảo vệ uy nghiêm của Dược Vương Điện. Nhưng sau này nghĩ lại, ông ta liền từ bỏ ý định đó, quyết định thử xem, dù sao lão môn chủ Thiên Cơ Môn cũng chưa từng tiên đoán sai điều gì. Bây giờ xem ra, lúc đầu bản thân ông ta đã làm đúng rồi, nền tảng và trụ cột của Tô Thương, bản thân mình thật khó mà tưởng tượng được. Cửu chuyển hồi xuân châm, tu di nạp giới, chí bảo vô thượng. Bất kỳ một món nào cũng đủ để chứng minh cậu ta đến từ một thế lực thần bí nào đó, có lẽ nó còn mạnh hơn cả so với vùng đất tế trời, vùng đất giữa núi và biển hay vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Giờ này phút này, Trương Trọng Ngô đối với Tô Thương ngoài lòng tán thưởng ra còn có thêm lòng kính trọng nữa. Không giống với trước kia, lòng kính trọng bây giờ của ông ta là xuất phát từ sâu thẳm tâm can, ông ta đã thật sự xem Tô Thương là điện chủ của Dược Vương Điện. Tô Thương đã từng gặp qua vô số người, anh chính lão quái vật đã sống mấy loại cuộc sống trong mười mấy vạn năm, cho nên anh đều nhìn thấu hết, đương nhiên anh cũng đã nhìn ra được sự thay đổi thái độ của Trương Trọng Ngô dành cho mình, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười. Trương Trọng Ngô. Lúc này, Tô Thương nhìn Trương Trọng Ngô, giọng điệu bình thản căn dặn nói, lúc trước tôi có kêu Hoa Thời Mạc đi thu thập một số dược liệu, ông đi giúp ông ấy đi, bắt buộc phải nhanh chóng đưa đến, tôi ở trong phòng chờ ông. Vâng, Trương Trọng Ngô cung kính đáp lại, đi đi, càng nhanh càng tốt. Tô Thương gật gật đầu, sau đó quay về phòng mình ở trang viên nhà họ Tô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.